Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên tập 876, Tham Thương Lão Tổ, tập 877, Thái Cảnh Chi Chiến, tập 878, Phong Sơn, tập 879, Kẻ Tù Tội Đánh Cờ, tập 880, lời đồn Trần Lung Phường thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Theo bốn vị tiên vương này xuất hiện, một lực lượng phong cấm lặng yên xuất hiện, bao phủ toàn bộ vị trí giữa sườn núi của ngọn núi cao nhất trung ương. Cùng lúc đó, chỗ đỉnh núi xuất hiện bóng dáng một đám người. Kẻ cầm đầu mặc trường bào màu trắng, bóng người gầy gò cao ngất, đôi mắt khi mở ra, trực tiếp như có ức vạn kiếm quang dâng trào ở trong đó. Chính là Lôi Vân Đình, trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông. Ở phía sau hắn, là một đám cấp bậc tiên vương, như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Vù! Sau khi xuất hiện, ánh mắt bọn họ đều đồng loạt tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Có giật mình, có nghiền ngẫm, có kinh nghi. Đều không giống nhau. Tô Dịch đứng ở nơi đó, một tay đặt sau lưng, một tay xách bầu rượu, ánh mắt nhìn quanh, mang tất cả cái này thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt lại lạnh nhạt như cũ, chưa từng có một tia kinh hoàng. Tô Dịch dẫn đầu mở miệng, các người là tính ra tay trước, hay cho ta một lời giải thích trước. Thanh âm bình thản, rõ ràng vang vọng trong thiên địa. Dáng vẻ bình thản kia, cùng với ngôn từ tự nhiên toát ra hương vị cường thế, khiến các tiên vương kia đều không khỏi nhíu nhíu mày. Vẫn là nói chuyện trước đi. Lôi Vân Đình vẻ mặt uy nghiêm mở miệng. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống, cao cao tại thượng, nói, các hạ lần này đến, ý như thế nào? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, biết rõ còn cố hỏi, thôi được, ta hỏi một lần nữa, đoạn thời gian trước, vì sao phái người đuổi giết ta? Lôi Vân Đình ồ một tiếng, vẫn chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại, ba vị tiên vương kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, đã chết ở Hắc Vụ Đại Uyên phải không? Tô Dịch nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lôi Vân Đình giọng điệu lạnh nhạt, khách tùy chủ tiện, người đã là khách, vẫn là thành thật thật phối hợp một chút thì tốt hơn. Không khí lặng yên trở nên áp lực nặng nề, dương cung bạt kiếm. Các diệu cảnh tiên vương kia ở đây, nhìn như bình tĩnh, thực ra tinh khí thần đều gắt gao tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch, rõ ràng vẫn sức mà chờ. Tô Dịch cười cười, nói, nếu không muốn nơi đây máu chảy thành sông, người tốt nhất cho ta một câu trả lời thỏa mãn trước. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lôi Vân Đình, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà thái độ kế tiếp của người sẽ quyết định các người sẽ chết bao nhiêu người. Giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Xem loại tư thái cường thế phát ra từ trong xương cốt này, khiến sắc mặt mọi người ở đây đều âm trầm hơn rất nhiều. Đây chính là địa bàn của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch một tiên quân như vậy, vậy mà lại đứng ở chỗ này trực tiếp tiến hành uy hiếp với bọn họ. Trưởng giáo, theo ta thấy, trực tiếp ra tay là được, nào cần nói lời thừa với hắn. Có người nói nhỏ, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Có lẽ, kẻ này cho rằng sau khi san bằng Vạn Linh Giáo, thì có thể không đặt Vạn Kiếm Tiên Tông chúng ta ở trong mắt nhỉ. Có người cười khẽ. Tất cả cái này, Tô Dịch đều không bận tâm, hắn thong dong như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng địa nhìn Lôi Vân Đình. Bị ánh mắt thâm thúy đó của hắn nhìn chăm chăm, trong lòng Lôi Vân Đình không hiểu sao mất tự nhiên một phen, lông mày không khỏi dần dần nhíu lại. Sau đó, hắn mỉm cười, nói, thôi được, ta nói cho ngươi là được, lúc trước mệnh lệnh truy sát ngươi, thật sự do ta tự mình hạ đạt, về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, Vạn Kiếm Tiên Tông chúng ta cùng Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực đầu sỏ giống nhau, không thể dễ dàng tha thứ người tồn tại trên đời. Cái này cũng gọi là nguyên nhân. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh lùng, nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, vì sao phải đuổi giết ta? Ánh mắt Lôi Vân Đình nổi lên một mảng thương hại, nói, nếu ngươi có thể sống sót, ta cam đoan, cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, dị biến chợt xảy ra. Quanh diễn đạo tràng, bốn vị tiên vương không hẹn mà cùng ra tay. Bốn thanh đạo kiếm bay lên trời, nhấc lên bốn màn kiếm che cả bầu trời, hoàn toàn phong cấm xung quanh tòa diễn đạo tràng này. Ngay sau đó, bầu trời u ám hóa thành kiếm quang như thác nước, đổ ập xuống. Trong tích tắc, một tòa phong cấm sát trận nghiêm ngặt đáng sợ hiện ra, hoàn toàn bao trùm bóng người Tô Dịch trong đó. Chấn! Bốn vị tiên vương thúc giục đạo kiếm, cả tòa đại trận nổ vang, nhấc lên dòng lũ kiếm khí chói mắt đáng sợ. Tứ Tuyệt Lục Tiên Kiếm Trận, do bốn thanh thần binh đạo kiếm cổ xưa làm trận cơ, cầu thông đại địa linh mạch Thanh Hà Thần Sơn, vận chuyển 33 tầng tuyệt thế sát trận do tiền bối Vạn Kiếm Tiên Tông liên thủ bố trí. Trận này vừa ra, có thể chém giết tất cả tiên vương trên thế gian. Cùng lúc đó, chỗ đỉnh núi, một lô đỉnh đỏ như lửa thiêu đốt ầm ầm buông xuống, hóa thành kích thước vạn trượng, một hơi trấn áp toàn bộ diễn đạo tràng. Lô đỉnh ra từ tay trưởng giáo Lôi Vân Đình, tên gọi Huyền Ất Song Đạo Lô, một món đạo bảo cấp thái võ. Thái cảnh ba bậc, thái võ, thái hòa, thái huyền. Đạo bảo cấp thái võ, đó là thông thiên đạo binh do tuyệt thế đại năng cấp thái võ luyện chế, uy năng mạnh mẽ, hơn xa người đời có khả năng tưởng tượng. Huyền Ất Song Đạo Lô sôi trào, phóng ra ngọn lửa thần đủ để hòa tan thiên địa vạn tượng, hoàn toàn bao phủ tòa diễn đạo tràng kia, giống như muốn hoàn toàn hòa tan nơi đó. Thần uy dữ dội bá đạo đó, khiến không ít tiên vương xem cuộc chiến đều giật mình không thôi. Bởi vì, Huyền Ất Song Đạo Lô chính là một trong các trấn phái trí bảo của bọn họ, sẽ không dễ dàng vận dụng, bọn họ cũng rất lâu rồi chưa từng thấy bảo vật này phát uy. Nhưng cái này còn chưa xong, chỉ thấy tay áo bào Lôi Vân Đình căng phồng, chợt vung lên. Ầm ầm, 39 thanh kiếm trúc hiện lên, đều dài 3 thước, ánh vàng rực rỡ, giống như tiên kim đúc thành, mặt ngoài bao trùm hoa văn sấm sét kỳ dị thần bí. Những thanh kiếm trúc này lao lên ngang trời, đan xen lẫn nhau, xây dựng ra một bức kiếm trận đồ, lơ lửng ở trên không trung, nhất thời, vô số sấm sét ánh vàng rực rỡ lan tràn ra, giống như dây lao điên cuồng nảy sinh, hình thành một lồng giam thiên địa thật lớn, hoàn toàn bao trùm chỗ giữa sườn núi. Dây leo sấm sét mãnh liệt, nở rộ ra sấm sét cùng điện quang cuồn cuộn, lấp lánh chói mắt, một luồng uy năng bá đạo lạnh thấu xương, theo đó kích động thập phương. Canh kim lôi trúc, thiên địa kiếm lung, lồng kiếm trời đất. Có người chấn động hô lên. Tiên vương khác ở đây cũng đều kinh ngạc, bởi vì ngay cả bọn họ cũng chưa không ngờ được, trưởng giáo ngay cả một tòa kiếm trận đồ do canh kim lôi trúc tạo thành này cũng đã vận dụng. Cần biết, một bức kiếm trận đồ này là khai phái tổ sư hư phủ thế để lại. Lúc ban đầu, một tòa kiếm trận tổng cộng có 108 thanh đạo kiếm canh kim lôi trúc luyện tạo thành, dưới sự toàn lực thúc giục, có thể vây giết nhân vật thái cảnh. Ở trước thời đại tiên vẫn được coi là kiếm trận đồ số 1 Vạn Kiếm Tiên Tông. Mà hôm nay, cho dù tạo thành kiếm trận đồ chỉ 39 thanh đạo kiếm canh kim lôi trúc, nhưng khí tức như hủy thiên diệt địa cỡ đó, thậm chí so với Huyền Ất Song Đạo Lô còn đáng sợ hơn 3 phần. Ở dưới tình huống cỡ này, dù là tuyệt thế đại năng thái võ cảnh bị nhốt, cũng nhất định hữu tử vô sinh. Có người phấn chấn, sát cục một lần này, mạnh tới mức khiến lòng người run sợ. Tứ tuyệt lục tiên trận, có thể chém giết tiên vương thế gian. Huyền Ất Song Đạo Lô, chính là thông thiên thần binh cấp thái võ danh xứng với thực. Mà thiên địa kiếm lung trận đồ do canh kim lôi trúc tạo thành, càng là đại sát khí trấn phái do khai phái tổ sư để lại. 3 tầng bố cục này vừa ra, đừng nói trấn áp chém giết một tên tiên quân, dù là trấn áp chém giết đại năng cấp thái võ cũng không nói chơi. Trách không được trưởng giáo không thèm để ý Tô Dịch cái này uy hiếp, thì ra sớm đã bày mưu nghĩ kế. Có người cảm khái. Lúc sáng sớm hôm nay, bọn họ còn thấp thỏm lo âu, bởi vì vô luận là ai đều không thể phủ nhận Tô Dịch quá đáng sợ rồi. Một người một kiếm có thể chém tiên vương, càng có thể san bằng vạn linh giáo quái vật lớn bực này. Cái này mặc cho ai có thể không lo lắng. Cho dù lúc ấy trưởng giáo cam đoan đã chuẩn bị kế sách vạn toàn, chỉ cần Tô Dịch dám tới cửa, nhất định khiến hắn có đến mà không có về, nhưng cũng không bao nhiêu người dám thật sự yên tâm. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt trình diễn, mọi người rốt cuộc rõ tiền vốn cùng lòng tin của trưởng giáo từ đâu mà đến. Chỗ đỉnh núi, thu hết vào đáy mắt vẻ kinh ngạc của mọi người, trên mặt Lôi Vân Đình tràn đầy ý cười. Miệng hắn thì thong dong bình thản nói, tiếc nuối duy nhất là, lúc thời đại tiên vẫn, các đạo kiếm canh kim lôi trúc khai phái tổ sư để lại đã hủy diệt hơn phân nửa, hôm nay tạo thành thiên địa kiếm lung trận đồ, uy năng thua xa ngày xưa, nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp chém giết đại năng cấp thái võ. Ha ha, trưởng giáo không cần vì thế tức nuối, tiêu diệt một tên tiên quân mà thôi, sớm đã dư giả có thừa. Có người cười to, người khác không ai không gật đầu. Ngọn núi cao nhất trung ương xảy ra động tĩnh, sớm đã dẫn tới đám người Vạn Kiếm Tiên Tông chú ý. Trong lúc nhất thời, truyền nhân cùng đại nhân vật phân bố ở trên ngọn núi khác ùn ùn khống chế độn quang, xa xa nhìn qua, tiếng xôn xao, tiếng chấn kinh vang lên như sôi trào. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có kẻ thù bên ngoài xâm nhập? Ông trời, trưởng giáo bọn họ vậy mà tất cả đều xuất động. Lôi Vân Đình thấy vậy, trầm giọng nói, một hồi sóng gió nho nhỏ, nháy mắt có thể dập tắt, đều lùi xuống đi. Thanh âm truyền khắp nơi. Nhất thời, các truyền nhân Vạn Kiếm Tiên Tông kia ùn ùn rời khỏi, không dám lưu lại. Chẳng qua, sự tò mò trong lòng đều sớm bị câu lên. Trên ngọn núi cao nhất trung ương kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa sát khí lạnh lẽo, uy năng hủy diệt khủng bố ở ngọn núi cao nhất trung ương càn quét mãnh liệt, thông thiên triệt địa. Cái này dẫn phát vô số sự chú ý của Vạn Kiếm Tiên Tông. Tứ tuyệt lục tiên trận, Huyền Ất Song Đạo Lô, thiên địa kiếm lung, 3 tầng bố cục này tuyệt đối là đại sát khí áp đáy hòm của Vạn Kiếm Tiên Tông, đã rất lâu rồi chưa từng vận dụng. Ai cũng không ngờ, ngay tại hôm nay, trưởng giáo Lôi Vân Đình cùng một đám thái thượng trưởng lão vậy mà lại một hơi mang 3 tàng đại sát khí này thi triển ra toàn bộ. Đầu óc mọi người đều không khỏi hiện ra một ý niệm, kẻ địch lần này muốn tiêu diệt, chẳng lẽ là một vị nhân vật thái cảnh? Trưởng giáo, Tô Dịch kia sợ là sớm bị tiêu diệt thành tro bụi rồi. Một vị tiên vương nắm giữ tứ tuyệt lục tiên trận đột nhiên mở miệng, chúng ta đã không thể cảm giác được khí tức hắn tồn tại nữa. 3 vị tiên vương khác đều gật đầu. Chết rồi. Chỗ đỉnh núi, các thái thượng trưởng lão kia tinh thần rung lên. Nhưng cũng có người cảm giác không thích hợp, truyền âm nói, các vị, Tô Dịch kia chính là truyền thế chi thân của Vương Dạ tên bạo quân kia, sao có thể cứ như vậy, chết rồi. Ta hỏi ngươi 3 vấn đề. Một ông lão áo bào đen râu tóc bạc trắng thản nhiên nói, Tô Dịch kia tu vi như thế nào? Bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lời đồn, hôm nay hắn chỉ là một tuyệt thế tiên quân cấp bậc thánh cảnh, cho dù ẩn giấu tu vi, cũng chỉ là tiên vương. Ta hỏi người tiếp, trận sát cục này như thế nào? Đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết bất cứ tiên vương nào dưới thái cảnh, cho dù tồn tại thái cảnh đệ nhất giai cấp bậc thái võ bị nhốt, cũng giữ nhiều lành ít. Được, một vấn đề cuối cùng, Tô Dịch nếu còn sống, hơn nữa nắm giữ con bài chưa lật mạnh mẽ, vì sao chưa từng giãy giụa cùng phản kháng? Cái này. Đối mặt ba vấn đề của ông lão áo bào đen, vị thái thượng trưởng lão kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn tất nhiên đã chết. Ánh mắt ông lão áo bào đen đảo qua toàn trường, trong lồng ngực chờ sinh ra hào khí, đổi lại mà nói, ở dưới trường giáo vận hành chủ tính, chúng ta không cần tốn nhiều sức, đã trấn áp chém giết truyền thế chi thân của Vương Dạ bạo quân kia. Rất nhiều nhân vật thái cảnh đều không khỏi sinh ra sự khâm phục. Bọn họ quả thực không ngờ, trường giáo chuẩn bị sẽ đầy đủ như thế, trực tiếp lấy thế lôi đình vạn quân, một chiêu chế địch. Lôi Vân Đình cười cười, thản nhiên nói, lấy hữu tâm tính vô tâm, đừng nói là Tô Dịch hắn, đổi làm đại năng cấp thái võ tiến đến, cũng hữu tử vô sinh. Tất cả mọi người đều không khỏi cười lên. Nhưng ngay lúc này một đợt tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Theo thanh âm, chỉ thấy trong hư không nơi xa, một bóng người tuấn tú lặng yên đi ra. Rõ ràng chính là Tô Dịch. Hắn vỗ tay khen, không thể không nói, sát cục như vậy quả thực có thể nói là lão luyện, kín kẽ, từng vòng lồng vào nhau, nếu bị nhốt trong đó, ta chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó giết ra khỏi vòng vây. Mọi người! Giờ khắc này, không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Nụ cười trên mặt Lôi Vân Đình cùng các thái thượng trưởng lão kia đọng lại, trong mắt mỗi người thiếu chút nữa rơi xuống, một cảm xúc kinh hãi nói không nên lời trào lên trong lòng. Mọi người đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Ai dám tưởng tượng, một kẻ địch trước đó còn bị bọn họ coi là đã chết hẳn, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện trong hư không nơi xa. Dù là Lôi Vân Đình đại nhân vật như vậy, cũng không khỏi trợn to mắt, điều này sao có thể? Lúc trước, tất cả bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, Tô Dịch trước bị Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận phong cấm, sau lục tục bị Huyền Ất Song Đạo Lô cùng Thiên Địa Kiếm Lung trấn áp. Ở dưới tầng vây khốn này, dù là nhân vật thái cảnh cấp thái võ cũng chắp cánh khó thoát. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại nghênh ngang xuất hiện. Ngươi chưa bị nhốt. Có người theo bản năng hô lên, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Tô Dịch cười lên, nếu các ngươi có thể sống sót, ta không ngại nói cho các ngươi bí mật này. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn bỗng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Không ổn. Mọi người đồng loạt biến sắc, nhưng vẫn chưa kinh hoàng. Dù sao, bọn họ đều là nhân vật lão luyện thân trải trăm trận, từ trong núi thây biển máu giết ra, cho dù gặp biến cố bực này, cũng vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Một tích tắc đó khi bóng người Tô Dịch biến mất, mọi người đã theo bản năng làm ra phản ứng, triệu ra bảo vật của mình, toàn lực vận chuyển một thân đạo hạnh, ai cũng thần uy ngập trời. Nhưng bọn họ chung quy đã xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch. Vô thanh vô tức, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở phía sau một vị tiên vương. Hầu như cùng lúc đó, bàn tay hắn đã như mũi kiếm chém ra. Phành 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 phành, tiếng nổ tung vang lên dày đặc, toàn bộ phòng ngự bí bảo cùng lực lượng hộ thể của vị tiên vương kia nổ tung như tờ giấy. Trong hào quang bắn tung tóe, vị tiên vương kia vẻ mặt đầy hoảng sợ, căn bản chưa từng quay đầu, tung người muốn dịch chuyển né tránh, nhưng chung quy đã chậm một bước. Một đòn này của Tô Dịch như bổ dưa thái rau, chém rụng đầu gã. Áo, máu tươi phun trào, cái đầu đầm đìa máu bay lên không trung, trên khuôn mặt kia tràn ngập hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Một vị tiên vương diệu cảnh hậu kỳ trước đó còn phối hợp ba vị tiên vương khác cùng nhau vận chuyển Tứ Tuyệt Lục Tiên Kiếm Trận trấn áp chém giết Tô Dịch, từ đây đền tội, mà bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng biến mất. Cái này không phải thuấn di, cũng không phải na di, tựa như lập tức từ hư không hoàn toàn biến mất, làm người ta căn bản không thể bắt giữ được khí tức của hắn. Cho dù là thần niệm của các tiên vương kia cũng không thể tập trung. Điều này làm không biết bao nhiêu người kinh hãi, lưng lạnh toát. Khi ngay cả tung tích của kẻ địch cũng không thể bắt giữ được, cũng liền ý nghĩa sẽ đối mặt một đòn chí mạng nhất có thể bất thình lình gặp bất cứ lúc nào. Cái này không khác gì biến thành người mù. Lên! Một vị tiên vương ngay lập tức làm ra thủ đoạn phòng ngự, toàn lực thúc giục bí bảo cùng bí pháp áp đáy hòm, phòng ngự trăm trượng quanh thân. Nhưng theo một mảng kiếm khí ngang trời trượt lóe, những ngăn cản cùng phòng ngự kia nhất thời tan vỡ như bọt nước mỏng manh. Kiếm khí kia thế như chẻ tre, ở trên không trung vạch ra một vết rách thẳng tắp, mà ở cuối vết rách, cổ họng vị tiên vương kia đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng. Mắt hắn trợn trừng lớn, thân thể run rẩy dữ dội. Một chớp mắt đó trước khi chết, hắn mới rốt cuộc nhìn thấy, ở nơi một đạo kiếm khí kia xuất hiện, bóng người Tô Dịch trượt lóe qua, như cầu vồng lướt qua, hào quang chớp mắt, quá nhanh rồi, làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ chớp mắt mà thôi, liên tục hai vị tiên vương vận chuyển Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận, giống như cỏ rác bị một đòn gạt bỏ. Mau rút về! Lôi Vân Đình quát to, tiếng như sấm sét. Hắn giận dữ râu tóc dựng đứng, khuôn mặt xanh mét, sớm đã toàn lực ra tay, thu hồi Huyền Ất Song Đạo Lô cùng Thiên Địa Kiếm Lung. Huyền Ất Song Đạo Lô ngang trời lơ lửng trên đỉnh đầu, phóng ra thần quang, che chở hắn cùng các thái thượng trưởng lão ở phụ cận. Mà 39 cây canh kim kiếm trúc tạo thành thiên địa kiếm lung, đang xoay vù vù lơ lửng trong hư không, vận sức mà chờ. Căn bản không cần hoài nghi, nếu khóa được tung tích của Tô Dịch, Lôi Vân Đình nhất định sẽ toàn lực thúc giục Huyền Ất Song Đạo Lô và Thiên Địa Kiếm Lung, cho Tô Dịch đả kích chí mạng nhất. Nhưng Lôi Vân Đình căn bản không thể bắt giữ được tung tích của Tô Dịch. Hư không nơi xa, nổ ầm một tiếng, một vị tiên vương toàn lực na di, ý đồ chạy về phía đỉnh núi, còn ở nửa đường, thân thể chợt chia năm xẻ bảy, nổ ra mưa máu đầy trời, trực tiếp giống như pháo hoa đỏ tươi thê lương nở rộ. Mà một chỗ khác, một tiên vương cuối cùng từng đặt chân ở trong diễn đạo tràng, vận chuyển tứ tuyệt lục tiên trận thấy tình thế không ổn, xoay người hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng ở trên đường phía trước, bóng người Tô Dịch đã lặng yên xuất hiện. Không! Vị tiên vương kia kinh hãi mất vía, thét chói tai thành tiếng. Phốc! Một đạo kiếm khí từ trên trời buông xuống, xuyên qua đỉnh đầu hắn, máu tươi trực tiếp bắn ra giống như thác nước. Hình thần câu diệt. Đến đây, tiên vương trước đó phân biệt tọa trấn ở trên bốn phương vị đông, nam, tây, bắc diễn đạo tràng, cùng nhau vận chuyển tứ tuyệt lục tiên trận, đều mất mạng. Mà trước sau mới chỉ 4 tích tắc. Đổi lại mà nói, trận giết chóc này từ bắt đầu đến kết thúc, đánh chết mỗi một vị tiên vương, Tô Dịch chỉ dùng thời gian 1 tích tắc. Mặc cho đối phương né tránh xê dịch như thế nào, mặc cho đối phương thi triển bí pháp cùng bảo vật áp đáy hòm cỡ nào, ở dưới Tô Dịch giết chóc, đều không chịu nổi một đòn, bị thu gặt như cỏ rác. Tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, ra tay nhanh chóng, giết địch tàn nhẫn, khiến Lôi Vân Đình cùng thái thượng trưởng lão khác đều ra đầu phát tê, sợ vỡ mật. Bọn họ lúc này mới khắc sâu ý thức được, mình đã khinh thường Tô Dịch. Cho dù đối phương chỉ là truyền thế chi thân của Vương Dạ, nhưng dù sao từng là một vị tuyệt đại truyền kỳ độc tôn ở tiên giới, bao trùm đỉnh tiên đạo. Quả thật, bố cục của bọn họ có thể vây giết tất cả kẻ địch dưới thái cảnh, ngay cả đại năng bậc thái võ cũng không chết thì bị thương. Mà khi bố cục như vậy không thể vây khốn đối thủ, cũng không khác gì thùng rỗng kêu to. Mà cái chết của 4 vị tiên vương kia thì khiến đám người Lôi Vân Đình hoàn toàn kiến thức được sự khủng bố của Tô Dịch. Tiên vương, tồn tại cao ngạo mạnh mẽ cỡ nào. Lúc thái cảnh không ra, đã đại biểu cho chiến lược đỉnh phong nhất của tiên giới. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại tựa như gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Cái này mặc cho ai có thể không sợ. Cần biết, bọn họ những người này cũng đều là tiên vương. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu tính, nhất định không chịu nổi một đòn. Trong hư không nơi xa, Tô Dịch áo bào xanh tung bay, lạnh nhạt mở miệng. Hắn một tay để sau lưng, cất bước trên không, bước về phía đỉnh núi. Tuy một mình một người, chưa từng thi triển loại thủ đoạn xuất quỷ nhập thần kia nữa, nhưng khi lần nữa đối mặt Tô Dịch, bọn người Lôi Vân Đình đều cảm thấy áp lực đập vào mặt. Lôi Vân Đình trực tiếp ra tay, thúc giục 39 cây canh kim lôi trúc, hóa thành thiên địa kiếm lung hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Nhưng bóng người Tô Dịch lại vô thanh vô tức biến mất tại chỗ, khiến một đòn đủ có thể uy hiếp đến đại năng cấp thái võ này thất bại. Khi bóng người Tô Dịch xuất hiện lần nữa, đã cách đám người Lôi Vân Đình không đủ nghìn trượng. Mọi người biến sắc, trong lòng trầm trọng. Đó là thân pháp gì? Thế mà hoàn toàn không thể bị thần niệm của bọn họ khóa mục tiêu. Cần biết, đến cảnh giới bực này của bọn họ, giết địch toàn bằng thần thức cảm giác cùng tập trung, một khi không thể bắt giữ được tung tích của đối thủ, quả thực không khác gì bị chọc mù mắt. Đáng sợ nhất là, bọn họ mỗi người đều nắm giữ thần thông bí thuật có liên quan với thần hồn, lại càng không thiếu một ít thiên phú thần thông dùng để nhìn thấu hư ảo, thấy rõ tiên cơ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Tung tích của Tô Dịch, quả thực như chạy ở trong thời không hư vô, bất chợt đến, bất chợt đi, xa xăm vô tung, quỷ thần không kinh. Thiên địa kiếm lung kiếm trận đồ bực này, cũng không phải dùng như ngươi. Tô Dịch than khẽ, hắn sớm liếc một cái đã nhìn ra, đây là một bộ kiếm trận đồ tri kỷ bạn tốt kiếp trước hư phủ thế để lại, có thể nói là đại sát khí hàng đầu. Đáng tiếc, vận dụng ở trong tay Lôi Vân Đình, cũng chưa từng phát huy một thành u năng của một bộ kiếm trận đồ này. Tô Dịch, ngươi bây giờ dừng lại, ta không ngại nói chuyện với ngươi. Lôi Vân Đình trầm giọng mở miệng. Tô Dịch lắc đầu nói, giết người trước, nói chuyện sau. Lúc trước, hắn đã biểu hiện ra đủ kiên nhẫn, nhưng đối phương lại không quý trọng, còn mưu toan trấn áp chém giết hắn, mà bây giờ đối phương thấy tình thế không ổn, liền muốn nói chuyện, quả thật buồn cười. Vô thanh vô tức, bóng người Tô Dịch biến mất khỏi chỗ ban đầu. Mọi người đồng loạt biến sắc. Chấn! Lôi Vân Đình quát to, Huyền Ất Song Đạo Lô lơ lửng trên đỉnh đầu nổ vang, phóng ra ức vạn thần diễm pháp tắc, che cả bầu trời, hoàn toàn bao phủ chỗ đỉnh núi. Phanh! Hầu như cùng lúc đó, một đạo kiếm khí chém tới, cuối cùng tuy bị ngăn cản hóa giải, nhưng uy năng của một kiếm này, chấn động Huyền Ất Song Đạo Lô kia cũng không khỏi run rẩy một trận. Lôi Vân Đình vận chuyển bí bảo cấp thái võ này, càng chịu chấn động, một thân khí huyết quay cuồng, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Bí bảo cấp thái võ, chỉ có thể do nhân vật thái cảnh mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, lấy tu vi diệu cảnh hậu kỳ đó của ngươi, có lẽ có thể dùng bảo vật này, nhưng uy năng có hạn, hơn nữa không chống đỡ được bao lâu. Thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch quanh quẩn ở trong thiên địa, nhưng đám người Lôi Vân Đình lại căn bản không thể nhìn thấy bóng người Tô Dịch ở nơi nào. Chợt, lại một đạo kiếm khí như thông thiên bỗng dưng hiện ra, từ trên trời chém xuống. Ầm ầm, Huyền Ất Song Đạo Lô kịch liệt lay động, thần diễm quay cuồng, cuối cùng tuy chặn được uy năng của một kiếm này, nhưng lại chấn động làm Lôi Vân Đình sắc mặt trắng bệch, khóe môi chảy ra một tia máu. Bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Toàn thân khí cơ kia của hắn cũng đang kịch liệt quay cuồng. Giờ khắc này, mặc cho ai cũng nhìn ra, còn tiếp tục như vậy, Lôi Vân Đình nhất định không chống đỡ được. Trong lòng Lôi Vân Đình phát lạnh, hắn rõ hơn so với người khác, còn tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ không chống đỡ được. Không phải Huyền Ất Song Đạo Lô không đủ mạnh, mà là hắn từ đầu đến cuối căn bản không thể khóa được tung tích của Tô Dịch, dẫn tới tìm không thấy cơ hội trấn áp chém giết Tô Dịch. Mọi người cùng nhau ra tay, toàn lực thúc giục Huyền Ất Song Đạo Lô. Lôi Vân Đình giống to, Thái thượng trưởng lão khác không dám chậm trễ, tất cả đều ra tay. Huyền Ất Song Đạo Lô nổ vang, lộ ra thần diễm pháp tắc ngập trời, uy năng tăng vọt một mảng lớn, nhưng cũng chỉ có thể tạo được tác dụng phòng thủ. Bóng người Tô Dịch như một đạo hào quang lóe ra, ở trong hư vô, không ngừng biến ảo phương vị, căn bản không phải đám người Lôi Vân Đình có thể tập trung. Nhưng tương tự, Tô Dịch nhất thời cũng rất khó đánh hạ Huyền Ất Song Đạo Lô. Bảo vật cấp thái võ này uy năng quá mức cường thịnh, sau khi do một đám tiên vương toàn lực vận chuyển, liền như một cái mai rùa không thể phá vỡ, khiến Tô Dịch tìm không thấy cơ hội có thể thừa dịp. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn chưa dừng tay ở đây. Trái lại, hắn trực tiếp vận dụng nhân gian kiếm, toàn lực đánh giết. Một rồi lại một đạo kiếm khí tràn đầy uy năng khủng bố chút xuống, như cuồng phong mưa rào đánh xuống nhân gian, chém lên lực lượng phòng ngự Huyền Ất Song Đạo Lô dựng lên. Mảng thiên địa đó rung chuyển, kiếm khí giăng khắp nơi, hư không trực tiếp giống như mảnh vải, xé rách ra từng vết rách hẹp dài đan xen loang lổ. Ở dưới công kích cỡ này, Huyền Ất Song Đạo Lô kịch liệt lay động, rung chuyển không thôi. Mà các tiên vương kia cùng nhau liên thủ thúc giục bảo vật này, thì gặp phải từng lần công kích, kiếm khí bá đạo kia chém xuống, tuy cuối cùng đều bị hóa giải, nhưng lại chấn động bọn họ khí cơ quay cuồng, cả người khó chịu. Kẻ này thật là tiên quân. Có người kinh hô, lực lượng kiếm đạo kia quả thật quá mức bá đạo, căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu không có Huyền Ất Song Đạo Lô, bằng bọn họ các tiên vương này, đã sớm không chống đỡ được. Đến lúc này, còn lấy tu vi bạo quân kia nói chuyện, không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Có người sắc mặt khó coi. Đó là bạo quân Vương Dạ, một tuyệt thế truyền kỳ từng ở trên kiếm đạo đứng đầu một thời đại. Đừng nói hắn chỉ có tu vi tiên quân, cho dù chỉ là thân thể phàm nhân, cũng không thể có một chút khinh thường nào. Trưởng giáo, còn không thể tập trung tung tích kẻ này sao? Có người lòng nóng như lửa đốt. Thế công của Tô Dịch như mưa rền gió dữ, còn tiếp tục như vậy, Huyền Ất Song Đạo Lô có lẽ sẽ không bị hủy, nhưng bọn họ các tiên vương này nhất định ăn không tiêu. Xét đến cùng, cho dù bọn họ liên thủ, cũng rất khó toàn lực phát huy ra toàn bộ uy năng của Huyền Ất Song Đạo Lô. Hơn nữa chậm chạp không thể tập trung tung tích của Tô Dịch, làm bọn họ căn bản không thể đi phản kích. Đợi một chút nữa, ta không tin hắn có thể một mực tránh thoát chúng ta tập trung. Lôi Vân Đình nghiến răng, hắn sắc mặt xanh mét, râu tóc giận dữ dựng đứng. Vốn, hắn phòng ngừa chu đáo, bày mưu nghĩ kế, nhưng ai ngờ, Tô Dịch chỉ dựa vào một thân pháp quỷ dị qua lại vô tung, liền dễ dàng phá đi tất cả bố cục của hắn. Càng nghiêm trọng hơn là, tính tới trước mắt, bọn họ vẫn như cũ chưa thể bắt giữ được tung tích của Tô Dịch, dẫn tới tình cảnh trở nên bị động vô cùng. Kiếm khí như dòng sông từ trên trời buông xuống, mảng thiên địa này càng thêm rung chuyển, kiếm khí cuồng bạo càn quét, trực tiếp giống như sấm sét 9 tầng trời đang nổ vang, một ít ngọn núi phụ cận đều gặp phải chấn động nghiêm trọng, khắp nơi là thân núi lở, kiến trúc sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Động tĩnh như vậy, sớm đã lần nữa dẫn tới trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông chấn động, vô số cường giả bay lên trời, xa xa xem cuộc chiến. Tên kia là ai? Hắn sao có thể đáng sợ như thế? Không tốt, đám người trưởng giáo như bị nhốt rồi. Mọi người kinh hãi, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đây chính là nội địa trung tâm của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, không biết bao trùm bao nhiêu sát trận, càng có rất nhiều tiên vương tọa trấn. Trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng xuất hiện một cuộc đại chiến như vậy. Một người, một kiếm, đánh lên ngọn núi cao nhất trung ương, chém giết trưởng giáo cùng một đám tiên vương chỉ có thể dựa vào Huyền Ất Song Đạo Lô chống đỡ. Cái này quả thực kinh thế hãi tục. Chúng ta là tông môn kiếm đạo đó, nhưng hôm nay lại bị một vị kiếm tu đánh tới tận cửa, ngay cả trưởng giáo bọn họ cũng không thể chống lại. Có người mất hồn mất vía. Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ chính là đạo thống số 1 Văn Châu, một trong các thế lực kiếm đạo lớn người thiên hạ đều biết, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, càng chen thân hàng ngũ một trong 4 đại kiếm môn. Luận kiếm đạo truyền thừa, tuyệt đối có thể xưng là hàng đầu thế gian. Nhưng bây giờ, một người trẻ tuổi áo bào xanh lại cầm theo một thanh kiếm, chém giết các tiên vương tông môn đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Cái này đối với mọi người cao thấp Vạn Kiếm Tiên Tông đều tạo thành đả kích nặng nề. Kiếm tu đều là kiêu ngạo cùng tự phụ, Trong gan mật, tự có nhuệ khí vừa lên mây trời. Nhưng bây giờ, một phần nhuệ khí này đang bị người ta dao động cùng đả kích. Người nọ rốt cuộc là ai? Sao có thể như vậy? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều người chân tay luống cuống, chấn động giận dữ đan sen. Ai cũng rõ, nếu xông lên giết địch, cũng không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng nếu không xông lên, thì làm bọn họ không yên trong lòng. Tông môn gặp nạn, thân làm đệ tử, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù chết, cũng nên khẳng khái mà đi, không phụ tông môn. Trượt, một ít đệ tử giống giận, mắt đỏ lên, tung kiếm lên không, muốn lao tới chém giết. Đứng lại! Một ít nhân vật thế hệ trước ở địa vị cao quát to, ngay lập tức ngăn chặn, cắt gao đè lại các đệ tử không để ý chết sống lao tới trước kia. Khốn kiếp, chỉ các người không sợ chết sao, nhưng cũng phải chết có ý nghĩa. Một người trung niên râu sồm giống giận, kiếm tu chúng ta, không phải mãng phu. Biết rõ không thể mà vẫn đi làm, ngu xuẩn cỡ nào. Rất nhiều người bi phẫn, siết chặt đôi tay. Nói rất đúng, kiếm tu, tự nhiên nên mọi lúc bảo trì linh đài thanh minh, bình tĩnh như băng tuyết, cho dù giận đến điên cuồng, cũng nên phân biệt rõ thế cục, biết cái có thể làm, biết cái không thể làm. Dưới bầu trời nơi xa vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch, nếu muốn giết các người, ta chỉ cần xoay người, liền có thể tàn sát tính mạng các người. Nếu muốn dùng kế, tự nhiên có thể dùng lấy mạng các người để áp chế, ép các tiên vương kia cúi đầu. Nếu muốn diệt Vạn Kiếm Tiên Tông, từ khi ta bước lên Thanh Hà Thần Sơn bắt đầu, nơi đây sớm đã máu chảy thành sông. Một đoạn lời vang vọng giữa thiên địa núi sông, tự có sự ngạo nghễ. Mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều run sợ, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ai còn có thể nghe không ra ý ở ngoài lời. Đối phương đã nương tay. Đối phương căn bản khinh thường thu thập bọn họ các tiểu nhân vật này. Đối phương cũng chưa bao giờ vận dụng âm mưu kỹ xảo gì, mà là đường đường chính, bằng vào kiếm trong tay, chinh chiến ở trên ngọn núi cao nhất trung ương. Tất cả cái này, quả thực rất đả kích tôn nghiêm của mọi người. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, đoạn lời này không phải là khoác lác. Ai có thể nhìn không ra, chỉ cần đối phương muốn, xoay người liền có thể chém giết Thanh Hà Thần Sơn máu chảy thành sông. Ai lại có thể nhìn không ra, đối phương nếu muốn, hoàn toàn có thể khống chế bọn họ đám người Vạn Kiếm Tiên Tông này làm con tin, đi uy hiếp đám người Trường giáo. Nhưng đối phương chưa làm như vậy. Cho dù thù ghét Tô Dịch nữa, thống hận Tô Dịch nữa, nhưng Tô Dịch hiển lộ ra tư thái bệ nghệ đường đường chính kia, khiến các kiếm tu trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông toàn bộ đều không thể chỉ trích cái gì. Tô Dịch khi nói chuyện, hãy còn đang vung kiếm sát phạt. Bóng người hắn mơ hồ, như ánh sáng lấp lánh, không ngừng dịch chuyển phương vị, mà theo nhân gian kiếm không ngừng chém xuống, kiếm khí như trời long đất lở theo đó bộc phát ra, dài đặc bổ lên Huyền Ất Song Đạo Lô. Tình cảnh đám người Lôi Vân Đình càng thêm không chịu nổi, ai cũng khí huyết rung chuyển, không ít người khóe môi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là âm trầm. Người trẻ tuổi kia nơi xa, vung kiếm như mưa rơi, kiếm khí lay động 9 tầng trời, ngạo nghễ cùng bá đạo, dũng mãnh cái thế cỡ đó. Trái lại bọn họ, trực tiếp giống như cá trong chậu, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Tất cả cái này, khiến cao thấp Vạn Kiếm Tiên Tông lo lắng sốt ruột, đau thương đan sen. Bỗng nhiên một tiếng thở dài đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Đều lùi xuống đi. Theo thanh âm, một luồng uy năng khủng bố vô hình, bỗng nhiên từ cấm địa hậu sơn Vạn Kiếm Tiên Tông lao ra, kích động cửu thiên thập địa, áp bách vạn dặm núi sông phụ cận đều run rẩy không ngớt. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, bỗng nhiên dương mắt, chỉ thấy nơi xa, một bóng người gầy gò bỗng dưng xuất hiện. Đây là một nam tử trung niên búi tóc đạo sĩ, mặc áo dài màu xám, lưng đeo một cái hộp kiếm màu tím. Nam tử hai bên tóc mai hoa râm, đôi mắt lõm xuống, ánh mắt chuyển động, như có vô tận tang thương đang tràn ngập, bóng người nhìn như gầy gò kia, lại giống như một cây cột chống đỡ thiên địa, có khí thế thông thiên triệt địa, cái uy quan sát bát hoang. Một nhân vật cấp thái võ. Tô Dịch kinh ngạc, sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp, khí tức trên người lão già này tựa như có vấn đề. Cùng lúc đó, đại nhân vật bọn Trưởng giáo Lôi Vân Đình đều trở nên kích động, trực tiếp giống như người sắp chết đối bát được cọng rơm cứu mạng. Đệ tử hổ thẹn, chưa thể giết địch, ngược lại quấy nhiễu lão tổ thanh tu. Lôi Vân Đình lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Các đại nhân vật khác cũng đều cúi đầu. Hôm nay, Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ quả thực bị ức hiếp tới tận nhà. Mà mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, giờ phút này tất cả đều sôi trào lên, ai cũng lồng ngực phập phồng, mắt tỏa sáng. Cho dù ai không biết thân phận nam tử gầy kia, cũng đều đã đoán được. Tham Thương lão tổ, định hải thần châm của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, một vị kiếm đạo truyền kỳ sớm từ thời đại tiên vẫn đã vang danh thiên hạ. Năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, chính bởi vì có Tham Thương lão tổ tọa chấn, Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ mới có thể vững vàng chiếm cứ vị trí đạo thống số 1 Văn Châu, chưa từng bị người ta lay động. Không trách các ngươi, chính như vị Tô đạo hữu kia nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả bố cục cùng mưu tính, chung quy không đáng giá nhắc tới. Nam tử gầy khẽ lắc đầu, theo hắn cất bước, trong thiên địa bị một luồng uy năng kiếm đạo đáng sợ tràn ngập, hư không đều đang gào thét run rẩy, núi sông lay động, như không chịu nổi một thân uy thế của hắn. Thẳng đến lúc tới trên không ngọn núi cao nhất trung ương, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén khiếp người, trực tiếp giống như một đôi thần kiếm, xé rách không gian, nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, một luồng sát khí kinh khủng, cũng gắt gao khóa mục tiêu Tô Dịch. Ta chính là truyền nhân đời thứ 19 của Vạn Kiếm Tiên Tông Tham Thương, nguyện nhất quyết cao thấp với đạo hữu. Ánh mắt nam tử gầy trầm tĩnh mà lạnh nhạt, phân thắng bại, cũng định sinh tử. Lời ít mà ý nhiều, leng keng như kiếm ngân vang, tự có một luồng khí thế sát phạt bức người. Trời đất đều yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Ngón tay Tô Dịch khẽ giở nhân gian kiếm, dương mắt nhìn nam tử gầy, nói: "Ngươi cái gã này, trung quy khí phách không đủ, ta đại khái đã nhìn ra, vì sao ngươi sẽ lưu lạc đến nước này?" Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Ánh mắt trong lơ đãng đã toát ra một tia thất vọng. Khí phách không đủ, bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Lưu lạc đến bậc này. Nghe được Tô Dịch không khách khí đánh giá như thế đối với Tham Thương lão tổ, tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Vẻ mặt nam tử gầy lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh nói: "Khí phách không đủ, các hạ là cho rằng ta lấy tu vi thái cảnh ra tay đối với ngươi, là ỷ mạnh bắt nạt yếu." Trong thanh âm lộ ra châm chọc như có như không. Tô Dịch phủi phủi quần áo, thản nhiên nói: "Sai rồi, đổi là Vạn Kiếm Tiên Tông trước đây, nếu đưa ra muốn một trọi một quyết sinh tử, nhất định sẽ cho kẻ địch sự kính trọng lớn nhất, hoặc cho đối phương thời gian khôi phục thể lực, hoặc cho phép đối phương chọn một đối thủ phân sinh tử, sau đó lại dùng kiếm trong tay chém giết kẻ địch, để đối phương chết một cái tâm phục khẩu phục. Đây là khí phách của kiếm tu. Nhưng ngươi lại khác." Nói đến đây, Tô Dịch xa xa nhìn nam tử gầy được gọi là Tham Thương lão tổ kia, nói: "Khí phách của ngươi, trung quy thiếu một chút, trách không được khó thành châu báu." Tham Thương lão tổ nhíu mày, xét đến cùng, ngươi đơn giản là cho rằng như vậy quyết đấu không công bằng mà thôi, đúng không? Sau đó, hắn đổi giọng, hoặc là nói, ngươi muốn bảo ta cho ngươi cơ hội khôi phục thể lực. À, nếu như thế, không khỏi quá buồn cười. Đám người Lôi Vân Đình cũng đều cười lạnh. Bọn họ theo bản năng cho rằng, Tô Dịch là tu vi tiêu hao nghiêm trọng, không dám ở giờ phút này lại quyết đấu cùng Tham Thương lão tổ tồn tại khủng bố bực này. Không đợi Tô Dịch mở miệng, nam tử gầy ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói: "Thân phận của ngươi, ta rất rõ, thực lực căn bản không phải tu vi cao thấp có thể cân nhắc, ta tuy là tu vi cấp thái võ, nhưng một trọi một phân sinh tử với ngươi, căn bản chưa nói là thắng không võ." Hắn rõ ràng rất để ý phen đánh giá đó của Tô Dịch, không chút khách khí tiến hành phản bác. "Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, thân là kiếm tu, đã muốn phân cao thấp với ngươi ở trên kiếm đạo, ở trước khi phân ra sinh tử, trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, không ai dám xen vào." Tô Dịch thấy vậy, cũng lười cãi nhau với hắn, cười khẩy nói: "Đàn gảy tai trâu, cùng lắm như thế." Keng! Nhân gian kiếm vang keng keng, Tô Dịch cất bước trên không, tới dưới bầu trời. "Đến đây đi, ban người cái chết." Hắn áo bào xanh tung bay, thanh âm truyền khắp thiên địa, quanh quẩn giữa núi sông, cao ngạo mà bẽn lẽn, coi trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông như không có gì. Một màn này khiến không biết bao nhiêu người tâm tình quay cuồng. Cho dù người thù ghét Tô Dịch nữa, cũng không thể không thừa nhận, loại phong thái có một không hai kia trên người hắn, khiến người ta không thể đi phỉ báng. Thùng, thùng, thùng. Thiên địa run rẩy dữ dội, hư không tan vỡ một mảng lại một mảng. Nam tử gầy từng bước một tới dưới bầu trời, mà theo cất bước, uy thế trên người hắn liên tiếp kéo lên. Đó là uy thế thuộc về tuyệt thế đại năng cấp thái võ. Động cái đảo loạn âm dương, điên đảo núi sông. Ở trong lúc đó, quanh thân cao thấp nam tử gầy, có kiếm khí tựa như triều tịch vận động có quy luật đang xúc tích từng tầng một, lông mi, tóc hắn đều nổi lên kiếm quang lấp lánh làm người ta tim đập nhanh. Rất nhiều truyền nhân Vạn Kiếm Tiên Tông mắt đau đớn, tâm thần như bị đau cắt, kinh hãi thất sắc, không dám đi quan sát nữa. Nam tử gầy uy thế quá thịnh, thẳng giống như đại nhật độc chiếu, che thiên tế địa. Đây chính là lực lượng của thái cảnh nhà. Các đại nhân vật bọn Lôi Vân Đình kinh ngạc than thở, vẻ mặt đầy sự hướng tới. Tham Thương lão tổ đã rất lâu chưa từng ra tay nữa, đám người Lôi Vân Đình cũng là đến ngày nay mới may mắn thấy uy thế thuộc về nhân vật thái cảnh cỡ đó. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, quả nhiên, ngươi ở lúc chứng đạo thái cảnh, đã xảy ra vấn đề lớn, thất bại trong gang tấc, chưa từng xây dựng thành thái cảnh thần đài thật sự, cũng chưa từng xây ra một thái cảnh pháp tắc thật sự thuộc về mình sáng lập. Cuối cùng, Tô Dịch tổng kết, ngươi loại nhân vật này, chỉ có thể tính là một chân bước lên bậc cửa thái cảnh, đã không phải tiên vương, lại không phải thái cảnh thật sự, tiến thoái lưỡng nan, lâm vào lưỡng nan, cuộc đời này vô vọng ở con đường thái cảnh tiến một bước nữa. Hắn hoàn toàn hiểu rồi. Kẻ gọi là Tham Thương lão tổ này, tất nhiên ở lúc chứng đạo thái cảnh, căn cơ không ổn, cuối cùng không thể không mượn ngoại lực mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Nhưng cũng bởi vậy, làm hắn cho dù bước vào bậc cửa thái cảnh, lại căn bản không tính là thái cảnh thật sự. Bởi vì ở trên người hắn, đã không có thái cảnh thần đài, cũng không có thái cảnh pháp tắc. Mà phải biết, thái cảnh thần đài là căn cơ của một thân tu vi, thái cảnh pháp tắc là bổn nguyên của một thân đạo hạnh. Đơn giản mà nói, Tham Thương lão tổ này chỉ có thể tính là một tên ngụy thái cảnh, hoặc nói là một tên nửa bước đế quân. Hơn nữa cuộc đời này không có cơ hội tiến một bước nữa. Giờ khắc này, sắc mặt lạnh nhạt của nam tử gầy đã xảy ra biến hóa. Hắn sớm đã biết thân phận Tô Dịch, nhưng lại không ngờ, đối phương liếc một cái, đã nhìn thấu vấn đề trên người hắn. Sau đó, tâm thần nam tử gầy liền khôi phục bình thản không gợn sóng, giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng giết người nhân vật bực này, cũng dễ như trở bàn tay. Hắn nâng tay phải. Keng! Hộp kiếm màu tím phía sau ngân lên, một thanh đạo kiếm tràn ngập khí tím ngang trời xuất hiện, trực tiếp giống như một dải cầu vồng màu tím, rơi vào trong tay nam tử gầy. Đạo kiếm 3 thước, hào quang màu tím lượn lờ, lôi điện kích động. Kiếm tên Tử Điện, phối kiếm của nam tử gầy, sớm từ lúc tiên vương cảnh, đã làm bạn hắn chinh chiến thiên hạ, tuy không phải chí bảo cấp thái võ thật sự, nhưng kiếm uy cỡ đó, cũng không phải bảo vật cấp tiên vương có thể so sánh. Một kiếm trong tay, nam tử gầy không chút do dự tấn công. Hắn tay áo bay bay, một kiếm ngang trời giận dữ chém xuống. Ầm ầm, khí tím bốc hơi, điện quang bắn nhanh, kiếm khí như thông thiên xuyên qua không gian, như lưỡi đao trời phạt buông xuống thế gian, bá đạo vô cùng. Trong kiếm khí kia tràn ngập lực lượng hủy diệt, lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng, như có biển sét cuồn cuộn càn quét, đánh vỡ nhật nguyệt tinh tú. Tử khí hỗn hư kinh. Ánh mắt Tô Dịch khác thường, như đùa cợt, như cảm khái. Nguyên nhân không có gì khác, kiếm đạo truyền thừa Tham Thương lão tổ này vận dụng chính là một trong 13 loại kiếm đạo truyền thừa hắn kiếp trước để lại trên kiếm bi kia. Không do dự, Tô Dịch vung kiếm tiến lên. Trong tích tắc, nhân gian kiếm nhấc lên một mảng khí tím mênh mông cuồn cuộn, như tử khí đông lai, bao phủ trời đất. Vô luận kiếm ý hay kiếm uy, tương tự kinh người với một kiếm kia nam tử gầy chém ra, ngay cả thần vận cũng giống như đúc. Điều này làm rất nhiều người đang xem cuộc chiến trợn tròn mắt. Chỉ có đại nhân vật bọn Lôi Vân Đình trong lòng rõ, lấy thân phận kiếp trước của Tô Dịch, có thể vận dụng tử khí hỗn hư kinh, cũng không kỳ quái. Chỉ là, nhìn thấy Tô Dịch dùng kiếm đạo truyền thừa tương tự đối chiến với Tham Thương lão tổ, trong lòng bọn họ đều không hiểu sao mất tự nhiên một phen. Dưới bầu trời, đại chiến bùng nổ, uy năng kiếm đạo tàn sát thổi quét, nghiền nát mảng hư không kia. Tô Dịch và nam tử gầy kịch liệt tranh phong, kiếm khí tung hoành, cuột rửa cửu thiên. Từng loại đại đạo dị tượng khủng bố không thể tưởng tượng, từ nơi hai người chém giết lộ ra, có đạo âm nổ vang, có tử khí sộc thẳng lên trời, có nhật nguyệt tinh tú đang tan vỡ. Cảnh tượng chiến đấu khủng bố cỡ đó, như thần linh trên trời đang chinh chiến. Trên không Vạn Kiếm Tiên Tông cũng lâm vào trong một hồi bầu không khí tận thế như rung chuyển, sụp đổ. Vạn dặm phụ cận, đều có kiếm khí đáng sợ đang thổi quét. Chỉ trong mấy chớp mắt, keng! Một tiếng va chạm kịch liệt kinh thiên động địa vang vọng. Hai bóng người đan xen tách ra. Chỗ bả vai Tô Dịch, máu thịt mơ hồ, máu nhuộm trường bào. Lưng của nam tử gầy lưu lại một vết kiếm máu chảy đầm đìa, áo bào cũng bị cắt qua, mái tóc dài vốn búi lại rối tung thả xuống. Hai người, thế mà đều bị thương. Một màn như vậy, khiến đám người Lôi Vân Đình khó có thể tin. Một tên tiên quân, chẳng những chưa bị Tham Thương lão tổ đặt chân thái cảnh trấn áp, ngược lại còn có thể ngang tay. Cái này không thể nghi ngờ quá ma huyễn. Cũng đã đặt chân thái cảnh, nhưng người lĩnh ngộ đối với tử khí hỗn hư kinh, chung quy còn chưa thật sự tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, không thể trò giỏi hơn thầy, lại lấy cái gì chiến với ta. Dưới bầu trời, ánh mắt Tô Dịch bình thản. Đoạn lời đó, trực tiếp giống như đang gian dạy tiểu bối. Nam tử gầy hừ lạnh một tiếng, một thân uy thế chợt biến đổi, lại lần nữa ra tay. Kiếm khí huy hoàng, rực rỡ như mặt trời mới mọc, chiếu núi sông chói mát. Huyền Kim Hạo Nhật Kinh. Nam tử gầy rõ ràng cũng phát hiện, trình độ trên tử khí hỗn hư kinh không thể vượt qua Tô Dịch, cho nên trực tiếp vận dụng kiếm đạo truyền thừa thuộc về Vạn Kiếm Tiên Tông. Một môn truyền thừa kiếm đạo chí cao do khai phái tổ sư hư phủ thế sáng chế. Trong tích tắc, bóng người nam tử gầy hào quang vạn trượng, kiếm khí như mặt trời chói chang huy hoàng ngang trời, nơi hào quang có thể đạt tới, hòa tan hư không, phóng ra lực lượng thiêu đốt bá đạo khủng bố. Tô Dịch vung lưỡi kiếm, trực tiếp giống như nắng sớm cắt qua bóng tối hiện ra, một vầng mặt trời ánh vàng rực rỡ dựng lên ngang trời, bày ra một đại thế phách thiên tuyệt địa, độc chiếu thiên hạ. Đây, rõ ràng cũng là kiếm đạo truyền thừa Huyền Kim Hạo Nhật Kinh. Chẳng qua, so với nam tử gầy, một kiếm này Tô Dịch chém ra, vô luận kiếm ý, kiếm thế hay kiếm uy, hoàn toàn khác nhau. Nếu nói nam tử gầy một kiếm đó, có cái uy bá đạo vô cùng, phần thiên diệt địa. Như vậy Tô Dịch một kiếm này, mờ mờ ảo ảo có khí phách trên trời dưới đất đất, duy ngã độc tôn, như mặt trời trên trời, chỉ có một không thể tranh phong. Khi trận quyết đấu này trình diễn, quả thực giống hai vầng mặt trời đang va chạm, bày ra va chạm kịch liệt một núi không chứa hai hổ, trời không thể có hai mặt trời. Hào quang kiếm khí cuồng bạo chút xuống, thập phương thiên địa đều đang rung chuyển chấn động, như tai kiếp tận thế đang bùng nổ. Nhưng trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông lại là một mảng tĩnh mịch, mọi người dại ra ở đó, Bị trận quyết đấu kiếm đạo khủng bố đến mức đủ để kinh thế hãi tục này rung động thật sâu. Một lát sau, một đạo kiếm khí như mặt trời treo cao nam tử gầy chém ra chia năm xẻ bảy, ở dưới bầu trời ầm ầm nổ tung, nhấc lên cơn mưa hào quang hủy diệt đầy trời. Nam tử gầy tuy ngay lập tức né tránh, vẫn như cũ bị lan đến, bị chấn động bóng người lảo đảo, râu tóc hỗn loạn, toàn thân trên dưới đều là vết kiếm cháy khét, máu thịt như bị đốt cháy, nhìn ghê người. Lại nhìn Tô Dịch, trên người tương tự cũng có nhiều chỗ bị thương, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, ở trong trận đọ sức kiếm đạo cùng vận dụng Huyền Kim Hạo Nhật Kinh này, nam tử gầy kém hơn một bậc. Điều này làm mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại, không thể tưởng tượng Tô Dịch làm sao biết truyền thừa chí cao của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, hơn nữa nắm giữ đối với môn kiếm đạo truyền thừa này, rõ ràng so với Tham Thương lão tổ còn lợi hại hơn một chút. Đám người Lôi Vân Đình đều tay chân phát run, kinh ngạc giận dữ đan xen. Trò giỏi hơn thầy, mới có thể thu thập sở trường các nhà, mở lối khác, dung hợp vạn đạo để mình dùng. Dưới bầu trời, Tô Dịch một tay vuốt kiếm, ánh mắt mang theo một tia thất vọng, khẽ nói, cũng trách ta, lúc trước đánh giá cao ngươi rồi. Tô Dịch lúc ban đầu, quả thực đánh giá cao Tham Thương lão tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù đối phương là một tên ngụy thái cảnh, đã chưa từng đúc thành thái cảnh thần đài, cũng chưa từng tạo ra một thái cảnh pháp tắc thuộc về bản thân, nhưng dù sao một chân đã bước vào bậc cửa thái cảnh. Cho dù không bằng nhân vật thái cảnh thật sự, cũng ra không phải các cường giả tiên vương cảnh đương thời kia có thể so sánh. Cho nên, ở lúc chém giết chiến đấu, Tô Dịch không dám có chút sơ ý, toàn lực ra tay. Nhưng ai từng ngờ, thực lực đối phương bày ra, so với hắn dự đoán còn yếu hơn. Thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch đã hoàn toàn hiểu, trình độ Tham Thương lão tổ này ở trên kiếm đạo quá mức không chịu được nổi. Nhìn như nắm giữ các loại kiếm đạo truyền thừa có thể nói chí cao, thực ra nắm giữ đối với mỗi một loại kiếm đạo truyền thừa đều chưa từng tới trình độ trò giỏi hơn thầy. Đổi lại mà nói, tới bây giờ hắn cũng đã bước một chân vào thái cảnh, nhưng thế mà còn chưa thật sự mang một thân kiếm đạo hoàn toàn dung hòa vào một lò. Bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, hoặc là nói, hắn căn bản còn chưa thể đi ra một kiếm đồ thuộc về mình. Nhân vật như vậy, cũng không trách hắn ở lúc chứng đạo thái cảnh xảy ra vấn đề lớn. Đánh giá cao ta. Sắc mặt Tham Thương lão tổ âm trầm xuống, chỉ cảm thấy tôn nghiêm đều đang gặp khiêu khích nghiêm trọng, một ngọn lửa giận nói không nên lời vù vù dâng lên trong lòng. Nhưng ta dám cam đoan, ngươi hôm nay nhất định chết ở đây. Tham Thương lão tổ mắt tỏa sát khí, gằn từng chữ một. Hắn vung kiếm đánh tới, uy thế càng thêm đáng sợ, từ điện kiếm trong tay nở rộ vạn trượng hào quang màu vàng, như sát thần nổi giận, kiếm khí càn quét 9 tầng trời. Tô Dịch vẫn chưa tránh lui, kịch liệt chiến đấu với gã. Tình hình chiến đấu so sánh với vừa rồi, càng thêm thảm thiết. Trên thân hai người không ngừng bị thương, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng vô luận là Tô Dịch hay Tham Thương lão tổ, đều một bước cũng không nhường, ai cũng cường thế cùng sắc bén. Dần dần, hai người bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề. Trái tim đám người Lôi Vân Đình đều treo ở cổ họng, khẩn trương chưa từng có. So sánh với người khác, bọn họ đều rõ ràng nhìn thấy, tuy trận kiếm đạo tranh phong này nhìn như cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế, Tham Thương lão tổ bị thương càng nặng hơn. Trái lại Tô Dịch, mỗi lần gặp đả kích gần như chí mạng, luôn có thể trong đường tơ kẽ tóc tránh đi, gặp sự hóa lành. Thương thế trên người nhìn như thê thảm nặng nề, thực ra đều là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng Tham Thương lão tổ khác, luận trình độ kiếm đạo, hắn thua một đoạn, ở trong chém giết thảm thiết gần như liều mạng cỡ này, bị Tô Dịch nhiều lần áp đảo. Ưu thế duy nhất là ở chỗ, Tham Thương lão tổ là tu vi thái cảnh, cho dù là ngụy thái cảnh, nhưng lực lượng nắm giữ cũng đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Trưởng giáo, không bằng chúng ta cùng lên, vận dụng Thiên Địa Kiếm Lung cùng Huyền Ất Song Đạo Lô, đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết hắn. Một vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng truyền âm. Lúc trước, bọn họ sở dĩ không thể làm gì được Tô Dịch, là ở chỗ không thể tập trung tung tích Tô Dịch. Nhưng bây giờ khác, Tô Dịch đang bị Tham Thương lão tổ kiềm chế. Dưới tình huống bực này, chỉ cần bọn họ cùng phối hợp Tham Thương lão tổ, chắc chắn có thể chém giết Tô Dịch ngay tại chỗ. Đề nghị này, làm người khác ở đây rất động lòng, ánh mắt đều ùn ùn nhìn về phía trưởng giáo Lôi Vân Đình. Ánh mắt Lôi Vân Đình lóe lên. Không thể không nói, hắn cũng có dự tính này. Về phần cái gì một chọi một quyết đấu, hắn căn bản không để ý. Là lúc nào rồi, ai còn giảng quy củ, nói công bằng. Không giết Tô Dịch, hôm nay bọn họ những người này sao có thể có đường sống. Trong chiến trường, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Trong kiếm khí thổi quét, cả người Tham Thương lão tổ bị chém bay ngược ra ngoài. Hắn hộc ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới đầy vết kiếm nhìn ghê người, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Một kiếm này, nếu không phải hắn toàn lực chống đỡ, thiếu chút nữa đã bị bổ sống. Tô Dịch cũng không dễ chịu. Nói không khoa trương, Tham Thương lão tổ này là một đối thủ mạnh nhất hắn kiếp này tới trước mắt gặp được, không có một trong những. Cho dù đối phương trình độ kiếm đạo kém cỏi, cho dù đối phương chỉ là ngụy thái cảnh, nhưng thực lực cỡ đó vẫn quá mức cường đại, vượt xa tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Cho dù Tô Dịch dốc hết toàn lực ra tay, tính tới trước mắt, cũng chỉ hơi thắng một chút. May mắn, chém giết đến bây giờ, Tham Thương lão tổ đã sắp không chống đỡ được. Trận kiếm đạo tranh phong 1 chọi 1 này, đối phương đã không có bất cứ phần thắng nào. Không nói lời thừa, Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, tung người trên không, lao đi chém giết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo bình thản, cả người tuy nhiều vết thương, còn chưa đủ để ảnh hưởng chiến lược của hắn, trái lại, chém giết đến bây giờ, một thân tinh khí thần kia của hắn đã sớm vận chuyển tới cực điểm, uy thế như thần, bá đạo khiếp người. Một chớp mắt này, đối mặt Tô Dịch lao tới chém giết, trong mắt Tham Thương lão tổ cũng không khỏi hiện lên một tia bối rối, cảm nhận được uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Nhưng hắn trượt nghiến răng một cái, giơ lên từ điện kiếm, ra tay lần nữa, giết. Kiếm khí như mặt trời thiêu đốt dữ dội, dịch chuyển trên không. Cùng lúc đó, một tiếng quát to vang vọng ở nơi xa, giết. Trưởng giáo Lôi Vân Đình cùng một đám thái thượng trưởng lão ở giờ khắc này đã ra tay. Lôi Vân Đình thúc giục Thiên Địa Kiếm Lung, một đám thái thượng trưởng lão toàn lực lấy ra Huyền Ất Song Đạo Lô. Trong tích tắc, một hồi sát kiếp chí mạng từ đây hướng về Tô Dịch bao phủ. Quá đột ngột, ai cũng không ngờ, ở trong trận kiếm đạo tranh phong 1 chọi 1 này, đám người Lôi Vân Đình sẽ hoàn toàn không để ý quy củ, trực tiếp xen vào. Hơn nữa, khi ra tay căn bản không khách khí, mang Thiên Địa Kiếm Lung cùng Huyền Ất Song Đạo Lô hai món đại sát khí này tất cả đều dùng đến. Tham Thương lão tổ cũng không khỏi ngần ra một phen, nhưng hắn vẫn chưa nói cái gì, mà là nghiến răng một cái, toàn lực ra tay với Tô Dịch, muốn gắt gao chế trụ Tô Dịch, tiện cho người khác nhân cơ hội trấn áp chém giết Tô Dịch. Mảng thiên địa kia trực tiếp giống như sụp đổ hủy diệt, bị dòng lũ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ. Tô Dịch tuy ngay lập tức né tránh, vẫn gặp phải chấn động, cả người bị chấn bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng ổn định bóng người, đứng ở đỉnh kiếm đi cao ngàn thước kia. Tí tách, tí tách, máu tươi giống như dòng suối, từ trên da thịt nứt tóp của Tô Dịch chảy ra, một bộ áo bào xanh cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Ở lưng hắn, máu thịt be bét, đó là bị Thiên Địa Kiếm Lung chấn vỡ, thiếu chút nữa xuyên qua thân thể hắn. Mà khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Dịch đã trở nên tái nhợt trong suốt. Không thể không nói, hắn đã đánh giá cao điểm mấu chốt của những kẻ này, không đoán trước được khi còn chưa phân ra thắng bại, đám người Lôi Vân Đình sẽ bất thình lình cùng nhau xuống tay độc ác. Cái gì quy củ, cái gì khí khái kiếm tu, hết thảy đều không bận tâm nữa, lật lọng, bất chấp thủ đoạn. Cái này. Nơi xa, các cường giả Vạn Kiếm Tiên Tông đang xem chiến đấu, giờ phút này mới chợt phản ứng lại, đều không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Một số người vì vậy phấn chấn, kích động hẳn lên, nhưng đại đa số mọi người đều vẻ mặt mất tự nhiên, chỉ cảm thấy nội tâm thủ vững cùng lực lượng tín ngưỡng ở giờ khắc này gặp chấn động. Kiếm tu, một lời nói nặng tựa ngàn vàng. Có thể nào? Lật lọng, vì sao phải như vậy? Tham Thương lão tổ rõ ràng còn chưa từng bại trận mà, càng đừng nói Tô Dịch từ đầu đến cuối chưa từng hướng bọn họ những kẻ yếu này ra tay, chưa từng họa thủy đông dẫn, lấy bọn họ làm áp chế. So sánh với hắn, hành động của đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Đình liền tỏ ra quá không vẻ vang gì. Kiếm tu là kiêu ngạo, cũng là tự phụ. Tất cả cái này đều bởi vì bọn họ giữ vững khí tiết cùng khí khái thân là kiếm tu. Đây là tín niệm kiếm đạo bọn họ theo đuổi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy các trưởng bối sư môn kia của bọn họ vứt bỏ quy tắc, tùy ý trà đạp quy củ do chính bọn họ lập ra, trong lòng mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều dâng lên một loại cảm xúc nói không nên lời. Thua không nổi sao? Hay là nói, bọn họ đã bắt đầu sợ hãi, sợ chết. Nhưng thân là kiếm tu, sao có thể sợ sinh tử? Sao có thể để ý thành bại? Khi kiếm tu không còn ngạo cốt và khí tiết, khi kiếm tu vẫn sợ hãi thành bại, sợ hãi tử vong, còn có thể xưng là kiếm tu sao? Những ý niệm này, giống như thủy triều mãnh liệt, đánh vào tâm thần các cường giả kia của Vạn Kiếm Tiên Tông. Dẫn tới, cho dù nhìn thấy đám người Lôi Vân Đình một hơi xoay chuyển thế cục, vững vàng chiếm thượng phong, rất nhiều người cũng không vui nổi, cảm xúc trong lòng rất khó tả. Lôi Vân Đình, Tham Thương lão tổ bọn họ lại không để ý những thứ này, một hơi áp chế Tô Dịch, bọn họ không chút do dự, lần nữa lao đi chém giết Tô Dịch. Ai cũng vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, sát khí ngút trời, hiển nhiên muốn mượn lúc tinh thần cao nhất, triệt để tiêu diệt Tô Dịch ngay tại chỗ. Một chớp mắt này, trong lòng Tô Dịch thở dài, hắn hoàn toàn thất vọng, không phải thất vọng chưa sớm xuống tay nặng, mà là thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc kết luận, vô luận là đám người Tham Thương lão tổ hay Lôi Vân Đình, khí khái thuộc về Vạn Kiếm Tiên Tông kia trên người đã sớm không còn sót lại chút gì. Bản lãnh kiếm tu như tinh khí thần con người. Vạn Kiếm Tiên Tông buổi đầu khai tông lập phái, đã do hư phủ thế lập quy củ, muốn khiến con đường kiếm tu ở Vạn Kiếm Tiên Tông phát dương quang đại, chấn động vũ trụ, muốn khiến trên dưới tông môn đời đời kiếp kiếp đều giữ vững khí phách cùng khí khái kiếm tu, kiếm hành thiên hạ, kiếm đoạn chuyện bất bình thế gian. Quả thật, hắn hôm nay là địch, xét lên Vạn Kiếm Tiên Tông. Nhưng từ đầu đến cuối, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, vì là đòi một lời giải thích. Ai từng ngờ, thứ nhìn thấy lại là một ít bại hoại sớm ruồng bỏ tín ngưỡng tông môn, đánh mất một thân khí tiết cùng khí khái. Thế này bảo Tô Dịch làm sao có thể không thất vọng. Một chớp mắt này, Tô Dịch mím môi, nhìn các đại địch kia lao tới, trong lòng không còn một tia do dự cùng băn khoăn nào nữa. Quyết định hạ sát thủ, huyết tẩy nơi đây. Kiếm lên! Tô Dịch đứng trên không, thu hồi nhân gian kiếm, tay phải hướng phía dưới chộp một phát. Kiếm bi ngàn thước sừng sững ở chỗ giữa sườn núi kia, như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, đội đất mọc lên. Nhất thời, thiên địa ầm ầm chấn động, một luồng kiếm uy mênh mông khó có thể ngăn cản theo kiếm bi bay lên không, chợt thổi quét thập phương. Ngọn núi cao nhất trung ương này kịch liệt chớp lên. Vô số cấm trận phù văn cổ xưa chờ xuất hiện, lượn lờ quanh kiếm bi kia, diễn hóa ra dị tượng hoành tráng thần thánh tụng kinh, vạn kiếm cùng ngân. Trong hoảng hốt, như có hư ảnh vô số kiếm tiên hiện lên ở trên tòa kiếm bi kia. Trong thiên địa đều bị một cỗ khó có thể hình dung vô thượng uy thế tràn ngập, áp tháp trường không, điên đảo âm dương. Ầm ầm. Lôi Vân Đình triệu ra thiên địa kiếm lung, còn chưa tới gần, đã bị một luồng vô thượng kiếm uy kia đánh tan, hóa thành 39 cây canh kim lôi kiếm gào thét run rẩy. Huyền Ất Song Đạo Lô do một đám thái thượng trưởng lão cùng nhau triệu ra bị đánh bay ra ngoài, một món bí bảo cấp thái vũ này, thế mà cũng không cách nào ngăn cản uy năng khủng bố trên kiếm bi ngàn thước kia phóng ra. Mà Tham Thương lão tổ lao tới chém giết Tô Dịch, bóng người còn ở nửa đường, đã dựng cả lông tóc lên, sợ mất vía, ngay lập tức tránh lui xa xa, căn bản không dám chần chờ. Trên khuôn mặt già nua kia tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động sợ hãi. Đây là tình huống gì? Kiếm bi ngàn thước, giống như ngọn núi đội đất mọc lên, nhấc lên dị tượng kinh thiên động địa. Vô thượng kiếm uy khủng bố kia rung động tất cả mọi người ở đây. Sao có thể như vậy? Không chỉ Tham Thương lão tổ cảm thấy không thể tưởng tượng, đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Đình cùng mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều ngây dại. Lúc trước, bọn họ chỉ biết, tòa kiếm bi kia là trước thời đại tiên vẫn, do Vĩnh Dạ Đế Quân đúc cho Vạn Kiếm Tiên Tông, trong đó ẩn chứa 13 loại kiếm đạo truyền thừa chí cao. Ai cũng không biết, tòa kiếm bi được bọn họ tôn sùng là trấn phái chí bảo kia, thế mà còn có vô thượng uy năng bực này. Ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, theo kiếm bi ngàn thước ngang trời, Thanh Hà Thần Sơn 36 ngọn núi đều đang kịch liệt lay động, chợt tát ra vô số cấm trận đạo văn cổ xưa. Thái Hòa Vạn Kiếm Trận. Ngoài sơn môn, trong hồ nước kia, Hộ Sơn Thần Thú Hải Trãi thò ra cái đầu thật lớn, trong đôi mắt ánh vàng rực rỡ tràn đầy kích động cùng phấn khởi, đây tất nhiên là bút tích của chủ nhân. Cùng lúc đó bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tô Dịch đứng trên hư không, ánh mắt nổi lên một tia hồi ức. Lúc trước, Hư Phù Thế khai tông lập phái, sáng lập Vạn Kiếm Tiên Tông, làm hảo hữu của Hư Phù Thế, ba người Vương Dạ, Diệp Xuân Thu, Tiêu Nhị cùng nhau tiến đến xem lễ chúc mừng. Mà bức kiếm bi này là quà mừng của ba người bọn họ. Diệp Xuân Thu lấy ra một lô thần liệu cấp Thái Hòa hiếm thấy trên đời. Tiêu Nhị Ý tự mình ra tay, đúc thành tấm bia này. Mà Vương Dạ thì lấy tòa kiếm bi này làm mắt trận, cấu kết địa mạch 36 đỉnh núi của Thanh Hà Thần Sơn, bố trí cho Vạn Kiếm Tiên Tông một tòa Hội Sơn kiếm trận. Kiếm trận tên Thái Hòa Vạn Kiếm. Ngoài ra, Vương Dạ càng mang 13 loại truyền thừa kiếm đạo chí cao, tuyên khắc ở trong kiếm bi. Một phần quà mừng lớn như vậy, khiến Hư Phù Thế lúc đó cũng được yêu mà sợ, cười nói, tình cảm như vậy, lão tử làm sao trả nổi chứ? Diệp Xuân Thu cười ha ha trả lời, nợ cả đời là tốt nhất. Tiêu Như Ý mím môi cười khẽ. Vương Dạ thì vỗ một phát lên vai Hư Phù Thế, nói, tòa kiếm bi này cũng không phải là tặng cho ngươi, đứng sừng sững ở đây, nếu có thể tạo phúc kiếm tu muôn đời sau, cũng không phụ chúng ta chút xuống một phen tâm huyết này. Mà nay nhớ tới tình cảnh lúc ấy, trong lòng Tô Dịch cũng cảm khái không thôi. Nếu để Hư Phù Thế lão gia hỏa kia nhìn thấy, đồ tử đồ tôn tông môn mình không nên thân như thế, sợ thế nào cũng bị chọc tức nổi trận lôi đình. Tô Dịch lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Hắn sở dĩ dám một mình cầm kiếm mà đến, sự tự tin lớn nhất là ở chỗ, kiếm bi này vốn chính là hắn kiếp trước để lại. Vốn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng bảo vật này. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản được những thứ này. Mau, mang Huyền Ất Song Đạo Lô cho ta. Chợt, Tham Thương lão tổ giống to. Hắn nâng tay chộp một phát, đã nắm Huyền Ất Song Đạo Lô trong tay, sau đó dốc hết toàn lực thúc giục bảo vật này, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Ầm ầm. Huyền Ất Song Đạo Lô ở giờ khắc này nở rộ ra toàn bộ uy năng của bí bảo cấp Thái Vũ, phóng ra ức vạn ánh lửa, trực tiếp giống như muốn hòa tan cả bầu trời. Đối mặt một đòn bực này, Tô Dịch chỉ bấm tay điểm một cái, kiếm bi ngàn thước nổ vang, giống như một thanh thần kiếm ngàn thước, ngang trời mang Huyền Ất Song Đạo Lô đánh bay ra ngoài, ước vạn lửa thần kia như thác nổ tung bay là tà. Phóc! Tham Thương lão tổ ho ra máu, vẻ mặt đầy kinh hãi. Bí bảo cấp Thái Vũ cũng không được, uy năng của kiếm bi này sao có thể khủng bố như thế? Các đại nhân vật bọn trưởng giáo Lôi Vân Đình đều biến sắc, đều thiếu chút nữa sụp đổ. Nếu ngay cả Huyền Ất Song Đạo Lô cũng không được, bọn họ còn lấy cái gì đi liều? Mà lúc này, Tô Dịch đã triển khai giết chóc. Bàn tay hắn bấm quyết, ngang trời nhấn một cái. lấy kiếm đi ngàn thước làm trận cơ, Thái Hòa Vạn Kiếm Trận cấu kết địa mạch 36 đỉnh núi Thanh Hà Thần Sơn nhất thời nổ vang vận truyền. Vô số kiếm khí dựng lên ngang trời, rậm rạp, dợp trời dợp đất, chói lọi, trực tiếp giống như vạn kiếm treo cao trên bầu trời, chấn nhiếp người ta. Một thái thượng trưởng lão hoàn toàn hoảng loạn rồi, kêu to khàn cả giọng, "Tô Dịch, có chuyện từ từ nói, ngươi không phải muốn giải thích sao? Chúng ta..." Phóc, một mảng kiếm khí chém xuống, mang người này tàn sát ngay tại chỗ, hình thần câu diệt, thoải mái như gạt bỏ con kiến. Đây là sự đáng sợ của Thái Hòa Vạn Kiếm Trận, dù sao cũng là Vương Dạ kiếp trước tự tay bố trí, cho dù yên lặng vạn cổ năm tháng, nhưng khi hiển lộ thần uy, đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật thái cảnh. Uy năng cỡ này lại nào phải tiên vương có thể ngăn cản. Mà cái chết của vị thái thượng trưởng lão kia, hoàn toàn khiến đám người Lôi Vân Đình sợ hãi, đoạn hết trận hình. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, dù là bọn họ túc trí đa mưu, trải qua thế sự chìm nổi, cũng không khỏi cảm thấy một loại bất lực cùng tuyệt vọng. Hoàng cái gì? Lão hủ lấy mạng liều, cũng nhất định giết ra cho các ngươi một con đường sống. Tham Thương lão tổ quát to. Hắn râu tóc dựng đứng, khí tức toàn thân dâng trào, toàn lực thúc giục Huyền Ất Song Đạo Lô, hướng về Tô Dịch chém giết. Tham Thương lão tổ giờ khắc này, toàn bộ tinh khí thần tượng như đang hừng hực thiêu đốt, rõ ràng đã bị thương nghiêm trọng, nhưng một thân uy thế kia so với vừa rồi lại tăng vọt một mảng lớn. Không thể nghi ngờ, hắn đã vận dụng bí thuật cấm kỵ kích phát tiềm năng nào đó. Bọ ngựa đấu xe. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một mảng khinh thường. Kiếm bi ngàn thước nở rộ kiếm uy ngút trời, tùy ý bổ, đã lần nữa đánh bay Huyền Ất Song Đạo Lô. Mà uy năng bá đạo đáng sợ kia, càng mang Tham Thương lão tổ trấn áp sống ở nơi đó. Bóng người gầy gò cũng bị nghiền nát, máu thịt bắn tung tóe. Chỉ còn lại có thần hồn may mắn tồn tại, cũng bị một mảng lực lượng cấm trận giam cầm chặt chẽ ở đó, giống như côn trùng dính chặt trên mạng nhện, không thể nhúc nhích. Một vị nhân vật ngụy thái cảnh, cứ thế bị trấn áp. Một màn này, sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là nghiền áp. Ở dưới Thái Hòa Vạn Kiếm Trận kia, cho dù là Tham Thương lão tổ liều mạng mà chiến, cũng không khác gì lấy trứng trọi đá. Thấy vậy, ý chí chiến đấu của đám người trưởng giáo Lôi Vân Đình hoàn toàn tan rã, tất cả đều sụp đổ. Tuyệt vọng, bất lực, phẫn nộ, hoảng sợ, bất an, các loại cảm xúc như trời long đất lở, hung hăng đánh vào trong lòng mỗi người. Có hai vị tiên vương không nói một tiếng nào, xoay người bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường, đã bị Thái Hòa Vạn Kiếm Trận nhấc lên một dòng lũ kiếm khí cuồng bạo bao phủ, thân thể chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đó chấn động thiên địa. Một thái thượng trưởng lão rõ ràng bị dọa, nói năng lộn xộn hét lên, "Tô Dịch, cho dù ngươi mang chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cũng thắng mà không võ, chúng ta sẽ chỉ phỉ nhổ ngươi, mà sẽ không chịu phục." Đoạn lời này, tỏ ra rất ngây thơ cùng buồn cười. Mặc cho ai nghe được, sợ cũng không dám tin là ra từ miệng một vị tiên vương. Càng miễn bàn, trước đó còn là bọn họ vứt bỏ quy tắc, tùy ý phá hư quy củ, xen vào trong trận tranh phong kiếm đạo một trọi một này. Nhưng bây giờ, lại trách cứ Tô Dịch vận dụng kiếm bi ngàn thước, thắng không võ, không thể nghi ngờ tỏ ra quá buồn cười. Tô Dịch cũng lời quan tâm, trực tiếp tiễn người này lên đường. Kiếm khí cấm trận dày đặc càn quét, tàn sát người này ngay tại chỗ. Đủ rồi. Trưởng giáo Lôi Vân Đình trợn mắt muốn nứt, "Tô Dịch, ngươi nếu giết nữa, ta cam đoan cho dù ngươi giết sạch tất cả mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông ta, cũng đừng mơ đạt được lời giải thích ngươi muốn." Lúc này, ở bên cạnh hắn đã chỉ còn lại 5 vị thái thượng trưởng lão. Vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập kinh sợ, phẫn nộ cùng sợ hãi, tất cả đều bị thủ đoạn thiết huyết bá đạo kia của Tô Dịch chấn nhiếp rồi. Bị Lôi Vân Đình uy hiếp như vậy, Tô Dịch không bận tâm nói, "Không sợ chết, được, vậy ta liền cho các người sống không bằng chết." Thanh âm còn đang quanh quẩn, Thái Hòa Vạn Kiếm Trận nổ vang, nhấc lên dòng lũ kiếm khí chói lọi cửu thiên, thổi quét đi. Đám người Lôi Vân Đình toàn lực ngăn cản, nhưng loại phản kháng đó lại tỏ ra cực kỳ không chịu nổi, chớp mắt mà thôi, thân thể bọn họ liền một rồi lại một nổ tung, máu nhuộm trời xanh. Chỉ còn lại thần hồn, bị cắt gao giam cầm ở tại chỗ. Giờ khắc này, đám người Lôi Vân Đình hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng là lúc này, bọn họ mới ý thức được một sự kiện. Nếu ngay từ đầu, Tô Dịch đã dùng loại thân pháp đủ để che trời qua biển kia lèn vào Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, sau đó lại thần không biết quỷ không hay sử dụng lực lượng kiếm bi, sợ là sớm có thể thoải mái tiêu diệt tất cả bọn họ. Căn bản không có bất cứ sự hồi hộp nào. Nghĩ đến đây, đám người Lôi Vân Đình mặt như màu đất, miệng đầy cay đắng, đều có một loại cảm giác thất bại thì ra thằng hề là bản thân ta. Đúng vậy, lúc trước bọn họ cái gọi là bố cục, vận dụng trấn phái trí bảo, mời ra tất cả thủ đoạn, có gì khác với thằng hề nhảy nhót không biết tự lượng sức mình. Đến đây, cường giả ngụy thái cảnh Tham Thương lão tổ bị trấn áp, 19 vị tồn tại tiên vương cảnh lấy Lôi Vân Đình cầm đầu, chết 14 người, 5 người còn lại bị nghiền nát thân thể, trấn áp thần hồn. Kiếm bi ngàn thước ngang trời, lẳng lặng lơ lửng. Lực lượng cấm chế của Thái Hòa Vạn Kiếm Trận bao trùm trên 36 đỉnh núi của Thanh Hà Thần Sơn. Thiên địa dần dần trở về yên tĩnh. Khói bụi lan tỏa, toàn bộ cường giả trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông vẻ mặt dại ra. Ánh mắt bọn họ nhìn bóng người tuấn tú đứng trên hư không của Tô Dịch nơi xa, mất hồn mất vía. Người trẻ tuổi áo xanh nhuốm máu, tóc dài rối tung, người đầy vết thương, nhưng đứng ở nơi đó, lại như một thanh thần kiếm đội trời đạp đất, cho người ta cảm giác không thể lay động, như thần linh trên trời. Ai cũng không ngờ, một đám đại nhân vật lấy Tham Thương Lão Tổ cùng trưởng giáo Lôi Vân Đình cầm đầu sẽ thảm bại. Cho dù vận dụng Thiên Địa Kiếm Lung, Huyền Ất Song Đạo Lô, Tứ Tuyệt Lục Tiên Trận, cho dù phá hư quy củ, không để ý tất cả đi liều mạng, cuối cùng cũng toàn quân bị diệt. Cái này mang tới cho mọi người đả kích quá nặng nề, dẫn tới mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông đều lâm vào trong rung động thật lâu không thể rút ra được. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét đám người Lôi Vân Đình, bình thản nói, nhìn ra được, các người đã hết trò rồi. Nói xong, hắn xoay người, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài sơn môn. Lấy thần niệm truyền âm, phân phó Thích Phủ Phong và Trúc U Đại Bằng Điều chờ ở cách xa Thanh Hà Thần Sơn tới đây. Sau đó, lại dặn dò thần thú Hải Trãi ngoài sơn môn trông coi kỹ sơn môn, bắt đầu từ lúc này, chưa trải qua hắn cho phép, không thể để bất luận kẻ nào ra vào. Hải Trãi không chút do dự đáp ứng. Đến đây, Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông. Hơi trầm mặc, hắn thản nhiên mở miệng, ta hôm nay lần này đến, là muốn điều tra một sự kiện, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào, đợi sau khi điều tra ra chân tướng, tự sẽ cho Vạn Kiếm Tiên Tông các ngươi một cái công đạo. Trước đó, các ngươi chỉ cần không tự tiện rời khỏi, hoàn toàn có thể việc ai người ấy làm. Thanh âm như cửu thiên kiếm ngân vang, vang vọng giữa dãy núi. Đám người Vạn Kiếm Tiên Tông đều chấn động, vẻ mặt biến ảo. Tô Dịch sau khi nói xong, hắn lấy tay chộp một phát. Huyền Ất Song Đạo Lô rơi vào lòng bàn tay hắn, theo hắn thúc giục, một hơi mang thần hồn Tham Thương Lão Tổ cùng 5 vị tiên vương bọn Lôi Vân Đình, tất cả đều thu vào trong bảo vật này. Kế tiếp, chờ sau khi tra ra chân tướng, hắn tự sẽ lấy thủ đoạn sấm sét, diệt trừ khối u ác tính của Vạn Kiếm Tiên Tông, cho trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông một cái công đạo. Chủ phong, đỉnh núi cao nhất, đỉnh núi chính trung ương. Trong một tòa đại điện u ám vắng lặng, chỉ có thần hồn Lôi Vân Đình ngồi im ở nơi đó, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong ngọc giản là lời giải thích Tô Dịch muốn. Chỉ có 2 vấn đề, một đoạn thời gian trước, vì sao phải phái 3 vị tiên vương bọn Đào Tiềm tham dự hành động đuổi giết nhằm vào Tô Dịch? 2. Chân tướng Bệ Ngạn Linh Tộc bị diệt. Khi nhìn thấy 2 vấn đề này, Lôi Vân Đình đã hoàn toàn ý thức được, hôm nay trận tai kiếp này, nhất định khó có thể tránh. Trầm mặc hồi lâu, Lôi Vân Đình bùi ngùi thở dài. Hắn không sợ chết, cũng đã lưu lạc đến bực này, hắn biết rõ, cho dù mình không trả lời 2 vấn đề này, cũng nhất định không có khả năng sống sót. Thời điểm bực này, sợ chết có ích gì? Nhưng Lôi Vân Đình lại sợ sống không bằng chết. 4 chữ nhìn như đơn giản, nhưng tra tấn, giày vò cùng thống khổ trong đó chất chứa, nghĩ một chút đã khiến Lôi Vân Đình không rét mà run. Cái gì gọi là sống không bằng chết? Muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm vào trong tình cảnh thống khổ, vĩnh viễn gặp tra tấn tàn nhẫn nhất. Lôi Vân Đình thậm chí có thể tưởng tượng được, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, nếu muốn khiến hắn sống không bằng chết, tuyệt đối sẽ chuẩn bị vô số khổ hình để bào chế mình. Bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. So với điều này, tử vong có lẽ mới là giải thoát tốt nhất. Làm trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông, Lôi Vân Đình đã thấy nhiều khổ hình tàn khốc tanh máu trên đời này, hắn thậm chí chính mắt thấy, có rất nhiều đại nhân vật có thể nói đầu sỏ, sau khi gặp vô tận tra tấn cùng thống khổ, chỉ cầu nhanh chóng chết đi, sớm chút giải thoát. Trên thực tế, Lôi Vân Đình từng nhiều lần thử tự mình kết thúc, nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, cho dù tự sát, cũng thành hy vọng xa vời. Nguyên nhân rất đơn giản, thần hồn hắn bị hoàn toàn phong cấm lại rồi. Cũng không biết người khác sẽ mang các bí mật trong quá khứ nói ra hay không. Vẻ mặt Lôi Vân Đình biến ảo không ngừng. Lúc trước, Tô Dịch từng nói rõ ràng, sẽ phân biệt thẩm vấn hắn và Tham Thương Lão Tổ, cùng với tiên vương khác. Ai đáp 2 vấn đề đó trước, hắn sẽ cho kẻ đó một điều chết có tôn nghiêm, mà không cần gặp tra tấn sống không bằng chết. Nghe qua rất trầm trọng, ngay cả muốn chết, cũng thành một điều kiện đàm phán. Nhưng Lôi Vân Đình rõ, so với sống không bằng chết, có thể thống khoái mà từ trong tử vong giải thoát, đối với bọn họ các lão già này mà nói, quả thực, rất có sức dụ hoặc. Đồng thời, Tô Dịch cũng tỏ thái độ, ở sau khi thẩm vấn mỗi người, nếu ai đưa ra đáp án không giống với người khác, kẻ đó liền nhất định sẽ sống không bằng chết. Đây là một loại thuật công tâm rất đơn giản, lại cũng hữu hiệu nhất. Khi mọi người rơi vào tuyệt cảnh, mỗi người lại bị cách ly riêng, mỗi người đều không rõ, mỗi người bọn họ rốt cuộc đã cúi đầu, thành thật trả lời vấn đề hay không. Dưới tình huống bực này, thường thường đều sẽ làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với bản thân. Mà bây giờ, đối với đám người Lôi Vân Đình mà nói, có thể có tôn nghiêm chết đi, chính là lựa chọn có lợi nhất. Mà nếu muốn đạt được cơ hội như vậy, nhất định phải thành thật trả lời vấn đề của Tô Dịch. Lôi Vân Đình không rõ, người khác rốt cuộc sẽ làm ra quyết đoán thế nào. Nhưng theo hiểu biết của hắn, người khác chỉ sợ không mấy ai có thể thừa nhận kết cục sống không bằng chết. Mà đây, mới là chỗ khiến Lôi Vân Đình cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả đều tựa như đã nắm ở trong tay Tô Dịch, không cho phép bọn họ không cúi đầu. Giờ khắc này, Lôi Vân Đình thậm chí có chút hối hận ở trong chiến đấu chém giết trước đó, vì sao không liều mạng chiến một trận, sống theo mong muốn, chết thoải mái. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân vang lên. Tô Dịch đi vào đại điện u ám này. Tới lượt ngươi rồi. Hắn lấy ra ghế mây, tùy ý ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân Đình, nhớ kỹ, đừng nói lời thừa. Vẻ mặt Lôi Vân Đình âm tình bất định. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi gật gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, ngươi tạm thời qua ải. Lôi Vân Đình rõ ràng như chút được gánh nặng, sau đó vẻ mặt hắn ảm đạm nói, lão hủ cả gan, muốn hỏi một câu, có bao nhiêu người giống với lão hủ, lựa chọn nói đúng sự thật. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một phần mỉa mai, nói, các người nói đều giống nhau, không có một ai dám nói dối. Lôi Vân Đình ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, Tham Thương lão tổ hắn. Hắn cũng sợ sống không bằng chết. Tô Dịch nói, hơn nữa, hắn còn nói cho ta một ít bí ẩn khác, bây giờ, ta sẽ lần lượt lại xác minh tính thật giả của những bí ẩn này. Dừng một chút, hắn nói, đợi lát nữa, ta tương tự cũng sẽ lại tới tìm người xác minh. Dứt lời, Tô Dịch xoay người mà đi. Lôi Vân Đình ngồi im ở nơi đó, vẻ mặt khi thì dữ tợn, khi thì âm trầm, khi thì bi phẫn. Cuối cùng, hắn suy sụp thở dài. Hắn hoàn toàn ý thức được, khi người khác đều tranh đoạt cơ hội tìm chết, nhất định sẽ chỉ bị Tô Dịch lấy ra càng nhiều bí mật hơn. Hơn nữa, khi Tô Dịch lần lượt đi nghiệm chứng những bí mật này, không ai dám nói dối. Cũng là lúc này, Lôi Vân Đình mới khắc sâu cảm nhận được, đối địch với Tô Dịch là một sự kiện ngu xuẩn cỡ nào. Cho dù đối phương chỉ là truyền thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, nhưng thủ đoạn cùng thực lực cỡ đó, căn bản không phải bọn họ những nhân vật này có thể chống lại. Một nén nhang sau, đỉnh chủ phong trung ương, biển mây quay cuồng. Tiểu lão đệ, ngươi thế này cũng coi như bởi họa được phúc, có công lớn này, ngày khác lo gì không thể một bước lên mây. Trúc U Đại Bằng Điều nước miếng bay tứ tung, sừng hô Thích Phủ Phong là tiểu lão đệ, tỏ ra rất thân thiết. Thích Phủ Phong lắc đầu nói, cống hiến cho đế quân đại nhân, vốn là chức trách của chúng ta, cũng không hy vọng xa xôi cái gì một bước lên mây. Trúc U Đại Bằng Điều chợt một tiếng, nói, ôm lùi Vĩnh Dạ đại nhân, cho dù ngươi không muốn, về sau cũng có thể đi ngang ở tên giới này. Thích Phủ Phong nhíu mày, cảm giác con tặc điều này luôn muốn trèo cao, ôm đùi, quả thực quá tục rồi. Hắn nói sang chuyện khác, nói, chỉ là không biết, đế quân đại nhân sẽ xử trí đám người Vạn Kiếm Tiên Tông này thế nào. Trúc U Đại Bằng Điều nhếch miệng cười nói, yên tâm, nếu thật muốn diệt môn, nơi đây sớm đã bị san thành bình địa, không để lại một mảnh ngói. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một đợt tiếng bước chân từ nơi xa vang lên. Tô Dịch đi tới. Vĩnh Dạ đại nhân, chuyện giải quyết rồi phải không? Trúc U Đại Bằng Điều xoay người, vẻ mặt nịnh nọt nghênh đón. Tô Dịch khẽ gật đầu. Đám người Tham Thương lão tổ cùng Lôi Vân Đình đã hoàn toàn chết đi, mà hắn cũng đạt được lời giải thích muốn có. Tất cả đều có liên quan với một chàng hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn. Lúc trước, Vạn Kiếm Tiên Tông cũng gặp một trường hạo kiếp đó đả kích, nguyên khí tổn thương nặng, một đám nhân vật đứng đầu tông môn thương vong thê thảm nặng nề. Đang lúc trực loạn trong giặc ngoài 9 đại thiên quan tiên giới, dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới quy mô, làm hại thiên hạ, trận chiến hỏa này cũng lan tràn tới Vạn Kiếm Tiên Tông. Lúc ấy, Vạn Kiếm Tiên Tông đối mặt nguy cơ bị diệt, thời khắc mấu chốt, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo ba đại thế lực đầu sỏ ren vào, một hơi giúp Vạn Kiếm Tiên Tông đánh tan kẻ thù bên ngoài, san bằng nội loạn, hóa giải một hồi tai ương ngập đầu. Nhưng ai cũng không ngờ, ba đại thế lực đầu sỏ kia lại ở lúc ấy đưa ra điều kiện, muốn Vạn Kiếm Tiên Tông thần phục. Đổi lại mà nói, bọn họ lần này ra tay cứu giúp Vạn Kiếm Tiên Tông, chính là có ý đồ khác. Một đám đại nhân vật đứng đầu của Vạn Kiếm Tiên Tông quả quyết từ chối, thề sống chết không theo. Kết quả, chịu khổ ba đại thế lực đầu sỏ trấn áp. Lúc ấy, Tham Thương lão tổ thân là trưởng giáo đứng ra, lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng hướng ba đại thế lực đầu sỏ thần phục. Bắt đầu từ khi đó, ở mặt ngoài, Vạn Kiếm Tiên Tông vẫn như cũ là một thế lực tiên đạo độc lập khỏi thế gian, nhưng âm thầm thì nghe lệnh từ ba đại thế lực đầu sỏ kia. Chuyện cơ mật bực này, chỉ có Tham Thương lão tổ cùng các nhân vật thế hệ trước cấp tiên vương kia biết rõ trong lòng. Có căn nguyên này, rất nhiều chuyện liền rõ ràng. Giống đoạn thời gian trước Vạn Kiếm Tiên Tông đuổi giết Tô Dịch một hồi hành động đó, chính là bị Thái Thanh Giáo sai xử. Bệ Ngạn Linh Tộc bị diệt, thì có liên quan với Thần Hỏa Giáo. 20 năm trước, giáo chủ Thần Hỏa Giáo Nam Vô Cứu âm thầm triệu tập cường giả, dẫn dắt một đám nhân vật cấp tiên vương, triển khai một hồi đánh bất ngờ đối với Bệ Ngạn Linh Tộc. Cùng ngày, một hơi san bằng Bệ Ngạn Linh Tộc, tàn sát gần 3 vạn tộc nhân của tộc này, máu chảy thành sông, ngay cả tổ địa Bệ Ngạn Linh Tộc cũng hóa thành một vùng đất khô cằn, hoàn toàn không còn tồn tại. Một trận chiến này, một đám tiên vương của Vạn Kiếm Tiên Tông cũng từng tham dự trong đó. Dựa theo cách nói của Lôi Vân Đình, lúc ấy tham dự tiêu diệt Bệ Ngạn Linh Tộc, không chỉ có cường giả Thần Hỏa Giáo, Vạn Kiếm Tiên Tông hai thế lực lớn này, còn có tiên vương của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, đảo Huyền Sơn các đạo thống. Nghe nói, chỉ tiên vương xuất động, đã nhiều tới trên trăm vị. Chính là vì một hơi hoàn toàn tiêu diệt Bệ Ngạn Linh Tộc, nhổ cỏ tận gốc, không để lại tai họa ngầm. Trên thực tế, bọn họ quả thực đã thành công. Hơn nữa, tin tức liên quan chuyện này, bị Thần Hỏa Giáo triệt để phong tỏa. Đến nay, trong toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có các cường giả năm đó tham dự trận đại chiến này rõ ràng. Dù là các truyền nhân kia của Vạn Kiếm Tiên Tông, cũng căn bản không biết, một đám nhân vật tiên vương của tông môn bọn họ, từng tham dự hành động san bằng Bệ Ngạn Linh Tộc. Thích Phủ Phong trước đó không lâu sở dĩ bị đuổi giết, chính bởi vì ở cảnh nội Văn Châu điều tra chân tướng Bệ Ngạn Linh Tộc bị diệt, đã dẫn tới một vị đại nhân vật của Vạn Kiếm Tiên Tông chú ý. 20 năm trước, Thần Hỏa Giáo vì sao phải san bằng Bệ Ngạn Linh Tộc? Vô luận là Lôi Vân Đình hay đám người Tham Thương Lão Tổ, đều không rõ. Tô Dịch tin tưởng, bọn họ cũng tuyệt không dám nói dối ở trên chuyện này. Mà chân tướng chuyện này thì khiến Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện. Thời đại tiên vẫn, bởi vì một hồi hạo kiếp càn quét thiên hạ đó, quả thực đã xảy ra quá nhiều kịch biến. Mà trong đó có liên quan với kiếp trước của Tô Dịch thì có rất nhiều. Thứ nhất, trong thời đại tiên vẫn, Vĩnh Dạ học cung do Vương Dạ tự tay sáng lập, chịu hạo kiếp thổi quét, bị dị vực ma tộc xâm nhập quy mô, từ đó bị diệt. Mà Tô Dịch đã sớm thăm dò được, cường giả Thần Hỏa Giáo từng ở lúc trước tham dự trong đó. Thứ hai, Thần Vũ Sơn cung thị nhất tộc từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, nhưng ở sau thời đại tiên vẫn, liền thần phục ở dưới trướng Thái Thanh Giáo. Thứ ba, Hắc Long đạo quân chủ nhân chợ Hắc Long, chết thảm ở dưới tay Khương Thái A Khai phái tổ sư Thái Nhất Giáo. Càng đừng nói, Trung ương Tiên Đình bị diệt, Thái Vũ Sơn ly kỳ biến mất đều xảy ra ở dưới một trận hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn. Mà bây giờ, Bệ Ngạn Linh Tộc bị diệt, tuy là xảy ra ở 20 năm trước, nhưng hung thủ phía sau màn thì cũng là Thần Hỏa Giáo. Manh mối của tất cả cái này nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng nếu tính cẩn thận, đều có liên quan kiếp trước của Tô Dịch, hơn nữa phân biệt có quan hệ không thể tách rời với Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo các đầu sỏ tiên đạo này. Không thể nghi ngờ, sau khi Vĩnh Dạ chi chiến kết thúc, theo Vương Dạ chuyển thế trùng tu, ở trong 5 tháng sau đó, thế lực vốn cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, lục tục gặp phải trả thù đến từ các tuyệt thế đại địch kia. Thậm chí, một ít thế lực có liên quan với Vương Dạ, cũng đều gặp phải thanh toán. Dù sao, đứng sau lưng Thái Thanh Giáo là Huyết Tiêu Tử, đứng sau lưng Thái Nhất Giáo là Khương Thái A, đứng sau lưng Thần Hỏa Giáo là Nam Bình Thiên, đứng sau lưng Bích Tiêu Tiên Cung là Triều Thần Thông. Suy đoán này hẳn là không sai. Tô Dịch quá hiểu tính tình các tuyệt thế đại địch kiếp trước, đối với các lão già đó mà nói, nếu có cơ hội tiến hành thanh toán cùng trả thù đối với thế lực có liên quan với mình, sẽ tuyệt đối không tiếc khách khí. Dù sao, bọn họ cũng tất nhiên sẽ lo lắng, các thế lực ban đầu cống hiến cho Vương Dạ, sẽ liên hợp lại, báo thù cho Vương Dạ hay không. Xét đến cùng, Vương Dạ năm đó có lẽ chuyển thế trùng tu, nhưng các kẻ địch của hắn năm đó vẫn như cũ chưa từng dừng tay ở đây. Ở trong 5 tháng quá khứ dài đằng đẵng, phàm là thế lực cùng cường giả từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, phàm là người và việc có liên quan với Vương Dạ, đều trở thành mục tiêu các tuyệt thế đại địch kia trả thù cùng thanh toán. Hiểu biết được những chân tướng này, suy đoán ra nguyên do trong đó, trong lòng Tô Dịch cũng dâng lên một luồng sát khí sôi trào không ức chế được. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, bây giờ còn không phải thời điểm đi tìm các tuyệt thế đại địch kia thanh toán. Nguyên nhân không có gì khác, so sánh với Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử các lão già này, tu vi kiếp này của hắn trung quy còn chưa đủ để vào mắt, cũng không cách nào nhân lúc tinh thần đang cao, bình định tất cả kẻ địch. Trên thực tế, Tô Dịch từ khi phi thăng tiên giới đến nay, mới 2 năm có thừa, mà tu vi hắn đã lục tục bước lên vũ cảnh, hư cảnh, thậm chí hôm nay thánh cảnh. Tu vi tiến bộ cực nhanh, phóng mát khắp thiên hạ, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Dù là chiến lược, cũng đủ có thể chém giết bất cứ tiên vương nào đương thời. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian nữa, về sau sớm hay muộn có thể một lần nữa vấn đỉnh tiên giới, tàn sát đại địch kiếp trước chưa từng tiêu diệt, quét ngang cửu thiên thập địa. Không vội, lấy chiến lược của ta, giống Tham Thương lão tổ ngụy thái cảnh như vậy, cũng đã không phải đối thủ của ta, về sau căn bản không cần đặt chân tiên vương cảnh, đủ có thể đi đọ sức với lão gia hòa cấp Thái Vũ. Tô Dịch hít sâu một hơi. Nhật cùng nhất tốt vô hữu tẫn, công bất đường quyên trung nhập hải. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ mỗi ngày và không ngừng tiến về phía trước như một con tốt thì cuối cùng bạn sẽ không phải trả giá vô ích. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu một mặt theo đuổi cảnh giới đột phá, căn bản không cần chờ đợi quá lâu, liền có thể một đường đột phá tới thái cảnh. Nhưng cái này không phải điều Tô Dịch cầu. Bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Hắn luân hồi chuyển thế nhiều lần, trải qua Vương Dạ, Thẩm Mục, Quan Chủ, Tô Huyền Quân, nhiều lần cuộc đời, rất rõ mình muốn là cái gì, cầu là cái gì. Kiếp này, hắn nhất định phải vượt qua những kiếp trước, ở trên kiếm đồ, cầu một cái đột phá cao hơn, xa hơn. Về phần các tuyệt thế đại địch kia của Vương Dạ lúc trước, chỉ là một ít chướng ngại vật trên con đường suốt đời của hắn mà thôi. Về sau, hắn còn muốn đặt chân thần cảnh, tàn sát chư thần. Tô Dịch cũng sẽ không quên, những năm quá khứ, chư thần là ngăn chặn cùng đả kích mình như thế nào. Càng sẽ không quên, lúc trước ở trên dòng sông thời không, hắn từng bất ngờ biết, hai kiếp trước của mình đều từng chết ở dưới tay chư thần. Nên đặt ánh mắt xa hơn, kiếm đồ của ta, tự nhiên nên truy cầu cao hơn, xa hơn, về phần các kẻ địch dọc theo đường đi, nhất định sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, hóa thành đá cây chân ta chứng đạo. Các người ở đây chờ chút, vứt bỏ tạp niệm, Tô Dịch hướng về Trúc U Đại Bằng Điều và Thích Phủ Phong dặn dò một tiếng, liền hướng về cấm địa phía sau núi của Vạn Kiếm Tiên Tông bước đi. Trước đó, ở lúc thẩm vấn đám người Lôi Vân Đình, Tham Thương Lão Tổ, khiến hắn bất ngờ biết một bí mật. Đó là lúc trước ở trong thời đại tiên vẫn, một đám lão nhân Vạn Kiếm Tiên Tông từng phản đối hướng ba đại đầu sò bọn Thái Thanh Giáo thần phục, vẫn chưa bị giết hại, mà là bị Tham Thương Lão Tổ nhốt ở cấm địa phía sau núi. Cũng không phải Tham Thương Lão Tổ nhân từ nương tay, mà là trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn vẫn luôn ý đồ khiến các lão nhân đó thần phục, cống hiến cho hắn. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn, dung hình đối với các lão nhân đó, hao phí thời gian dài đằng đẵng đi mài mòn ý chí cùng cốt khí của các lão nhân kia. Dưới loại nhốt, tra tấn này, quả thực có không ít lão nhân không chống đỡ được, lựa chọn thần phục, cống hiến cho Tham Thương Lão Tổ. Như trong 19 vị tiên vương trước đó chết thảm ở dưới tay Tô Dịch, có 6 vị chính là nhân vật ở trong năm tháng quá khứ, chịu không nổi Tham Thương Lão Tổ tra tấn, lựa chọn thần phục. Cũng có một số lão nhân ở trong năm tháng đằng đẵng bị nhốt, bởi vì thời gian trôi qua mà chết. Hôm nay, chỉ còn lại 3 vị lão nhân sống sót. Một lát sau, cấm địa phía sau núi, trong một tòa lao ngục u ám trong lòng đất, 3 cái đỉnh đồng xanh sừng sững, mỗi một đỉnh lô đều bao trùm lực lượng cấm chế thần bí. Sau khi Tô Dịch đến, trong một cái đỉnh đồng xanh trong đó nhất thời vang lên một thanh âm già nua khàn khàn suy yếu. Tham Thương, là ai trêu chọc ngươi, khiến trong lòng ngươi không thoải mái, tới tìm chúng ta phát tiết lửa giận. Trong thanh âm lộ ra sự châm chọc nồng đậm. Trong một đỉnh đồng xanh khác vang lên một tiếng cười âm trầm lạnh như băng. Phản đồ này từ sau năm đó ở lúc chứng đạo thái cảnh xảy ra vấn đề, đã tích góp oán khí đầy trong lòng. Ha ha, đáng đời. Một giọng nữ tử lạnh nhạt từ trong cái đỉnh đồng xanh thứ 3 truyền ra, đây là kết cục của phản đồ. Nghe được thanh âm như vậy, Tô Dịch cảm nhận được oán khí cùng hận ý đập vào mặt. Hắn trầm mặc một lát, nói, Tham Thương đã chết. Nhất thời, 3 thanh âm kia lâm vào yên lặng, giống như rất chấn động. Thật sao? Hồi lâu sau, thanh âm khàn khàn già nua kia vang lên. Tô Dịch nói, ta có thể đến chỗ này, đã nói lên tất cả. Trượt, một đợt tiếng cười to kích động vang lên, ha ha ha, trời xanh có mắt, phản đồ kia rốt cuộc đã gặp báo ứng. Tham Thương thế mà thật sự chết rồi. Các hạ là ai? Chẳng lẽ là ngươi đã giết Tham Thương? Thanh âm ồn ào không ngừng vang lên, lộn xộn. Nhìn ra được, 3 vị lão nhân Vạn Kiếm Tiên Tông bị nhốt ở trong đỉnh đồng xanh kia đều rất kích động. Tô Dịch không chỉ hoãn, phất tay áo bào. Lực lượng cấm chế trên 3 cái đỉnh đồng xanh lặng yên tiêu tán. Sau đó, 3 bóng người đầm đìa máu, phân biệt từ trong 3 cái đỉnh đồng xanh kia lao ra. Phân biệt là 2 nam một nữ. Một ông lão tóc dài rối bời, gầy còm, da bọc xương, trên người tràn đầy vết thương loang lổ tàn phá. Một nam tử gầy gò, làn da trắng bệch trong suốt. Nữ tử kia có mái tóc dài xám trắng, quần áo tổn hại nhuộm vết máu đông lại, hơi thở yếu ớt, khí cơ toàn thân cũng có dấu hiệu sụp đổ hỗn loạn. Giống với ông lão kia, nam tử gầy gò cùng nữ tử tóc trắng kia toàn thân cũng đầy vết thương. Ai cũng bị thương thê thảm nặng nề, giống như đều có thể bởi vì sinh cơ trôi đi mà chết bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, từ trong 3 cái đỉnh lô đồng xanh kia giải thoát, lại thấy ánh mặt trời, 3 người đều rất kích động. Hồi lâu sau, bọn họ mới từng chút một bình tĩnh lại. Ánh mắt thì đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch bấm tay búng ra, phân biệt đưa cho 3 người 3 bình thuốc tiên chữa thương trước, kế tiếp, chậm rãi nói cho các người tất cả. Hắn lấy ra ghế mây, ngồi ở nơi đó, lại lấy ra bầu rượu, vừa nhẹ nhàng uống, vừa thong thả kể ra việc hôm nay. Thời gian hoàng hôn, chủ phong trung ương, đỉnh núi. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, Trúc U Đại Bằng Điều đang trải chuốt lông vũ ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đống bóng người như thủy triều từ nơi xa lao đến, đông nghịt. Rõ ràng là toàn bộ cường giả trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông. Có đại nhân vật đảm nhiệm chức trưởng lão, chấp sự, cũng có rất nhiều đệ tử truyền nhân nội môn, ngoại môn. Đôi mắt Thích Phủ Phong co lại, trở nên cảnh giác. Trúc U Đại Bằng Điều chậm rãi nói, đừng khẩn trương, những kẻ này không có một ai là tiên vương, một cánh của bổn tọa đã có thể hất bay toàn bộ bọn họ. Nó một tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, tự nhiên có tự tin nói ra đoạn lời này. Trong lòng Thích Phủ Phong kiên định hơn không ít, thấp giọng nói, tiền bối, đế quân đại nhân đã chưa từng ra tay đối với những người đó, vẫn là làm rõ tình trạng trước, lại quyết định ra tay hay không cũng không muộn. Trúc U Đại Bằng Điều gật đầu nói, được. Cường giả Vạn Kiếm Tiên Tông, tất cả đều dừng chân ở trước chủ phong trung ương, một đoàn đông nghịt, đông hơn vạn. Vẻ mặt mỗi người đều có sự phẫn nộ cùng kiên quyết. Trong đó, cầm đầu là một nam tử áo bào vải, khuôn mặt lạnh cứng như nham thạch, khí chất trầm ngưng như sắt. Các ngươi đây là muốn gây chuyện. Ánh mắt Trúc U Đại Bằng Điều liếc xéo, lạnh lùng nhìn quét nam tử áo bào vải kia. Nhưng ra ngoài dự liệu, đối mặt uy áp tiên vương trên thân nó tràn ngập ra, nam tử áo bào vải chỉ có tu vi thánh cảnh hậu kỳ này lại không sợ. Nam tử áo bào vải giọng điệu kiên định, ánh mắt kiên quyết, chúng ta thân là truyền nhân của Vạn Kiếm Tiên Tông, chỉ vì đến đòi một lời giải thích. Trúc U Đại Bằng Điều nói, giải thích cái gì? Nam tử áo bào vải nói từng chữ một, các người tàn nhẫn giết hại sư môn trưởng bố chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Trúc U Đại Bằng Điều không khỏi vui vẻ, chỉ bằng các ngươi, còn muốn ra tay hay sao? Cái đó và kiến càng lay cây, tự tìm đường chết có gì khác nhau? Nó vỗ cánh, mau dẫn người rời khỏi đi, đại nhân nhà ta đã tha cho các ngươi một mạng, các ngươi phải quý trọng mới đúng. Nam tử áo bào vải lại lạnh lùng nói, chúng ta tuy thực lực không chịu nổi, nhưng không có một ai là hạng tham sống sợ chết, hôm nay các ngươi không cho một lời giải thích, chúng ta, thà rằng chết, thà rằng chết. Hơn vạn cường giả Vạn Kiếm Tiên Tông kia cùng nhau quát to, đều nhịp chỉnh tề, thanh âm chấn động tận trời, lộ ra một khí thế dõng dạc. Thấy chết không sờn. Trúc U Đại Bằng Điều kinh ngạc, khó có thể tin. Những kẻ này, biết rõ phải chết, sao còn có thể ngu xuẩn đến chịu chết? Đáng giá sao? Thích Phủ Phong thì động dung, hắn có thể cảm nhận được, các kiếm tu Vạn Kiếm Tiên Tông này là thật sự không sợ chết. Loại dáng vẻ như khẳng khái chịu chết kia, nhìn như buồn cười, nhưng Thích Phủ Phong lại cười không nổi một chút nào, ngược lại trong lòng sinh ra một sự rung động nói không nên lời. Đây là khí khái và khí tiết như thế nào? Trúc U Đại Bằng Điều cũng trầm mặc, một người không sợ chết, rất thông thường, nhưng khi hơn vạn người đều không sợ chết, thì quá hiếm lạ. Thà rằng chết, không sai, đây mới là bộ dáng kiếm tu nên có, là khí khái cùng tín niệm Vạn Kiếm Tiên Tông nhiều thế hệ giữ vững. Lúc này, một thanh âm lộ ra vui mừng vang lên. Ánh nắng chiều như lửa, Tô Dịch từ cấm địa sau núi đi tới, bóng người tuấn tú kia ở dưới ánh chiều tà nổi lên một mảng hào quang tựa như ảo mộng. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, nam tử áo bào vải cùng hơn vạn kiếm tu kia đều lộ ra biểu cảm phức tạp. Một trận chiến hôm nay xảy ra ở trên chủ phong trung ương, sớm bị cao thấp Vạn Kiếm Tiên Tông thấy hết. Tâm tình của hơn vạn kiếm tu ở đây đối với Tô Dịch đều rất phức tạp, có thống hận, phẫn nộ, thù ghét, cũng có một tia kiêng kỵ cùng không phục nói không nên lời. Cùng là kiếm tu, bọn họ không phục trình độ khủng bố của Tô Dịch ở trên kiếm đạo, thù hận hắn giết hại các trưởng bối sư môn kia. Loại cảm xúc này quá mức mâu thuẫn. Chẳng qua, khâm phục thì khâm phục, tình cảm trong lòng cùng chức trách thân là truyền nhân Vạn Kiếm Tiên Tông, làm bọn họ đều coi Tô Dịch là kẻ địch. Khâm phục kẻ địch có sai không? Không. Nếu có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự giết kẻ địch này. Nhưng sau đó, nam tử áo bào vải cùng hơn vạn kiếm tu kia liền sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy, ở phía sau Tô Dịch, còn ba bóng người đi theo, mà dung mạo ba bóng người đó, cùng ba bức họa tiền bối cung phụng trong một tòa từ đường của Vạn Kiếm Tiên Tông giống nhau như đúc. Dung Vân lão tổ, Tử Hà lão tổ, Bích Nguyệt lão tổ. Một đợt tiếng kinh hô vang lên, hơn vạn kiếm tu kia đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thật là các ngươi sao? Đây là chuyện gì? Tóc dài rối bời, bóng người gầy trơ xương, chính là Dung Vân lão tổ. Làn da trắng bệch, dung mạo như trung niên, là Tử Hà lão tổ. Nữ tử mặc một chiếc váy nhuốm đầy vết máu, dung mạo xinh đẹp, là Bích Nguyệt lão tổ. Luận bối phận, ba vị bọn họ cùng Tham Thương lão tổ đều là cùng thế hệ, sớm từ lúc thời đại tiên vẫn đã là nhân vật tiên vương của Vạn Kiếm Tiên Tông. Nhưng ở trong trí nhớ của mọi người, ba vị tiền bối tông môn này đã sớm đi về cõi tiên. Cũng chính bởi vì như thế, ở trong từ đường thờ phụng bức họa tiền bối, mới có tranh của ba vị lão tổ này. Nhưng ai cũng không ngờ, bây giờ bọn họ lại sống sờ sờ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thiếu chút nữa há hốc mồm. Thấy vậy, Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão tổ cũng tâm tình quay cuồng, vẻ mặt hoảng hốt. Được rồi, việc nơi đây đã xong, ta cũng nên rời đi, các ngươi cũng không cần giữ lại, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Tô Dịch nói xong, đã gọi Trúc U Đại Bằng Điều cùng Thích Phủ Phong, xoay người mà đi. Hắn một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu, nhẹ nhàng rời đi. Phía sau, Trúc U Đại Bằng Điều cùng Thích Phủ Phong nhắm mắt theo đuôi. Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão tổ đều đồng loạt khom mình hành lễ, cảm kích lên tiếng, đa tạ đại nhân. Thanh âm truyền giữa núi sông. Tô Dịch đầu cũng không quay lại phất phất tay. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất ở ngoài sơn môn, ba vị lão tổ kia lúc này mới đứng thẳng bóng người. Lão tổ, các ngươi sao lại? Nam tử áo bào vải kia đã nhịn không được hỏi ra tiếng. Ánh mắt người khác cũng đều đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy ngơ ngẩn cùng khó hiểu. Dung Vân lão tổ ổn định tâm thần, nói đến thì dài, các ngươi chỉ cần nhớ, lần này chính là Tô Dịch Tô đại nhân ra tay, chém đi khối u ác tính, thanh lý môn hộ cho Vạn Kiếm Tiên Tông chúng ta. Mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại. Bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Tô Dịch kia đánh tới Vạn Kiếm Tiên Tông, lại là giải quyết tai họa ngầm cho tông môn bọn họ. Mọi người đều ý thức được không thích hợp. Dung Vân lão tổ ôn hòa nói, đi thôi, cùng đi tổ sư tử đường, Thứ các ngươi muốn biết, ta sẽ lần lượt nói cho các ngươi, đồng thời, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi các ngươi. Ngoài sơn môn, trước hồ nước kia, Tô Dịch ngồi xổm, vỗ vỗ đầu Hải Trãi thần thú, nói, giúp ta trông coi nơi đây, về sau có cơ hội, ta lại đến thăm ngươi. Hải Trãi thần thú hung hăng gật đầu. Dưới ánh trời chiều, Trúc U Đại Bằng Điều chở Tô Dịch cùng Thích Phủ Phong phá không mà đi. Hải Trãi thần thú lộ ra sự không nỡ nồng đậm, hồi lâu sau mới chậm rãi chìm vào trong hồ nước kia. Cùng ngày, Tô Dịch một mình cầm kiếm, vào Vạn Kiếm Tiên Tông, chém 19 tiên vương, diệt Tham Thương lão tổ nửa bước đế quân. Cũng là cùng ngày, Tô Dịch giải cứu Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão nhân Vạn Kiếm Tiên Tông. Trước khi đi, Tô Dịch không mang đi bất cứ thứ gì, bao gồm kiếm bi, Thiên Địa Kiếm Lung, bí bảo cấp Thái Vũ Huyền Ất Song Đạo Lô. Trải qua một trận chiến này, Vạn Kiếm Tiên Tông nguyên khí tổn thương nặng, thậm chí rất có thể sẽ gặp Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo trả thù. Dù sao, các nhân vật tiên đạo thần phục ba thế lực lớn này đều đã bị Tô Dịch diệt hết. Từ nay về sau, ở dưới ba người Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt tọa chấn, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ba đại thế lực tiên đạo kia cúi đầu nữa. Dưới tình huống vực này, ba thế lực tiên đạo kia sao có thể từ bỏ ý đồ. Chính bởi vì cân nhắc đến loại nguy cơ tiềm tàng này, Tô Dịch trước khi đi, mang bí pháp vận dụng kiếm bi, vận chuyển Thái Hòa Vạn Kiếm trận giao cho đám người Dung Vân. Có hộ sơn đại trận này, dù là tuyệt thế đại năng cấp Thái Vũ đến, cũng nữ tử vô sinh. Chẳng qua, loại chuyện này gần như không thể xảy ra. Bởi vì ở tiên giới hiện nay, các lão gia hỏa đặt chân thái cảnh kia, vì tránh né thần họa, căn bản không dám ló mặt. Đêm khuya, Vạn Kiếm Tiên Tông, tổ sư tử đường. Mọi người trên dưới Vạn Kiếm Tiên Tông, tất cả đều đã biết chân tướng sự việc, sau khi trải qua lúc ban đầu chấn động, mọi người ngược lại đều có một loại cảm giác thoải mái. Không có gì khác, Tô Dịch mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Trước mắt biết được Tô Dịch chính là ân nhân của Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ, loại áp lực đủ khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng này tự nhiên liền quét sạch không còn nữa. Lão tổ, Tô đại nhân kia vì sao phải giúp chúng ta? Đúng vậy, hắn có thể vận dụng kiếm bi, quả thực không thể tưởng tượng. Lão tổ, Tô đại nhân rốt cuộc thân phận thế nào? Rất nhiều người dò hỏi. Dung Vân, Tử Hà, Bích Nguyệt ba vị lão tổ nhìn nhau một cái, không khỏi cười lên. Các ngươi chỉ cần nhớ, Tô đại nhân chính là ân nhân trên dưới phái ta đều cần cảm kích là được. Ba vị lão tổ đều đã biết thân phận Tô Dịch, nhưng đều ăn ý chưa giải thích việc này. Tương tự, bọn họ sẽ không quên, Tô Dịch trước khi đi từng dặn dò, bảo bọn họ tiến hành một hồi thanh tẩy đối với trên dưới tông môn. Lôi Vân Đình các tiên vương này đều tự có thân tín cùng truyền nhân của mình, nếu không trừ bỏ, ngày khác nhất định sinh hoạt. Ngay tại đêm đó, Dung Vân lão tổ hạ lệnh, đóng cửa sơn môn, bắt đầu bắt tay vào làm tra rõ việc này. Dưới bóng đêm, Trúc U Đại Bằng Điều chở Tô Dịch và Thích Phủ Phong hướng về phía Bạch Lô Châu lao đi. Tô Dịch vốn định cùng Thích Phủ Phong quay về di tích Vĩnh Dạ học cung, chưa từng ngờ Trúc U Đại Bằng Điều ra sức hiến ân cần, cứ đòi tiễn Tô Dịch đoạn đường. Tô Dịch nào sẽ từ chối. Còn tặc điều này tuy tính tình láo cá, miệng đầy lời thô tục, nhưng không thể không nói, cưỡi ở trên lưng nó đi đường, quả thực rất thoải mái. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, theo Tô Dịch đánh giá, không ra 7 ngày, liền có thể đến Bạch Lô Châu. Cây non vạn giới thụ không thẹn là hỗn độn trí bảo khó gặp, đáng tiếc, chung quy chỉ là cây non, lực lượng có hạn. Tô Dịch khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm thụ khí tức cây non vạn giới thụ. Hôm nay ở trong một trận chiến Vạn Kiếm Tiên Tông, cây non vạn giới thụ phát huy ra diệu dụng cực kỳ quan trọng, khiến Tô Dịch ngay lập tức tránh được tầng tầng sát kiếp vây khốn. Cũng chính là ở dưới sự trợ giúp của một cây thần vật này, khiến Tô Dịch ở lúc chém giết chiến đấu, xa xăm vô tung, xuất quỷ nhập thần, làm các tiên vương kia đều không thể tập trung tung tích. Nguyên nhân rất đơn giản, khác với thuần di trong không gian, lực lượng cây non vạn giới thụ có thể cảm ứng được tiết điểm không gian phân bố ở chu hư thập phương, chỉ cần bị lực lượng của nó bắt giữ được, liền có thể tùy ý xuất hiện ở trong mỗi một tiết điểm không gian, không ngừng biến ảo phương vị. Ngoài ra, còn có thể đủ hoàn toàn ẩn nấp, khiến kẻ địch căn bản không thể bắt giữ được một tia dấu vết và khí tức nào, lợi hại hơn xa so với thuật không gian Nazi. Thậm chí trên trình độ nào đó mà nói, loại diệu dụng này của cây non vạn giới thụ đã có thể nói là cấm kỵ. Theo Tô Dịch đoán trước, cho dù mình bị nhân vật thái cảnh nhằm vào, chỉ cần chu hư không gian bốn phương tám hướng chưa bị hoàn toàn phong kín, hắn có thể dễ dàng thoát thân mà đi. Đáng tiếc, hôm nay vạn giới thụ cũng chỉ là một cái cây non, lực lượng có hạn. Vận dụng lực lượng của nó, trước mắt chỉ có thể không ngừng biến ảo phương vị trong thiên địa phạm vi 3000 trượng, qua lại vô tung, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vượt qua phạm vi 3000 trượng thì không được. Ngoài ra, lực lượng của cây non vạn giới thụ hôm nay chỉ có thể vận dụng nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, lực lượng bổn nguyên cây thần vật này xúc tích sẽ hao hết, nếu muốn khôi phục lại, chỉ có thể lại một lần nữa tích lũy. Theo Tô Dịch phỏng đoán, ít nhất cần 3 ngày thời gian, lực lượng của cây non vạn giới thụ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nếu cái cây non này có thể lớn lên nhanh chút thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Nghĩ một chút, Nếu vạn giới thụ thật sự trưởng thành hẳn lên, cành cây đủ có thể xuyên qua vách ngăn giới vực phân bố trong chu hư, lan tràn đến trong chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, hắn đủ có thể trong thời gian ngắn nhất, ngao du xuyên qua chư thiên vạn giới. Kế tiếp, trái lại phải lưu ý một chút thần vật có thể thúc đẩy cây non vạn giới thụ lột xác, như là tức nhưỡng, ngũ sắc thổ, cửu uyên thần tuyền, tiên thiên thanh ất mộ khí. Tô Dịch thầm nghĩ, những bảo vật này đều sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên, là côi bảo hiếm thấy hàng đầu thế gian, có một số thần vật ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần. Nhưng nếu có thể đạt được một loại trong đó, đủ có thể thúc đẩy cây non vạn giới thụ thực hiện một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có cơ hội trái lại phải đi Đông Hải một chuyến, thuận tiện đi Trần Lung Phường nhìn một chút, nơi đó hội tụ kỳ chân dị bảo đủ loại kiểu dáng trong thiên hạ, có lẽ có thể đào được một ít bảo vật tương tự. Tô Dịch suy nghĩ, Trần Lung Phường, chợ Hắc Long cùng Bắc Đầu Thành, được coi là ba chợ đen lớn của tiên giới. Trong đó, Trần Lung Phường ở Đông Hải mênh mông thần bí nhất của tiên giới, nghe nói sớm từ thời kỳ Thái Hoang, Trần Lung Phường đã tồn tại, đứng sau lưng chợ đen thần bí này chính là Đông Hải Long Cung. Phải biết rằng, trong truyền thuyết, Đông Hải Long Cung chính là bảo địa hàng đầu tiên giới, hội tụ khó có thể tưởng tượng kỳ chân dị bảo. Chẳng qua, những thứ này đều là lời đồn. Sớm từ thời kỳ Thái Hoang, Đông Hải Long Cung đã biến mất hậu thế. Nhưng có thể khẳng định là, Trần Lung Phường thật là một chỗ trong ba chợ đen lớn của tiên giới, hội tụ kỳ chân dị bảo nhiều nhất, phẩm loại cũng phong phú nhất. Kiếp trước, Vương Dạ liền nhiều lần tới Trần Lung Phường du ngoạn, đào được không ít bảo bối tốt tồn tại từ thời kỳ Thái Hoang. Chẳng qua, việc cấp bách là tĩnh tâm tiềm tu một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi tới thánh cảnh trung kỳ. Tô Dịch làm ra quyết đoán, trong khoảng thời gian này, hắn bôn ba, lục tục tới Bất Chu Sơn cùng Vạn Kiếm Tiên Tông, hầu như chưa từng ngừng lại. Chờ sau khi quay về di tích Vĩnh Dạ học cung, liền bắt đầu bế quan, lắng đọng lại một phen hẳn hoi. Thái Thanh Giáo, trước một tòa động thiên phúc địa tiên vụ bay bay. Đêm khuya, các ngôi sao lóe lên, gió mát hiu hiu. Trưởng giáo Tề Nhất mặc một bộ trường bào màu trắng, ngồi một mình ở dưới cây to. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn một khối ngọc giản trong tay. Cách mấy tháng, Tô Dịch biến mất ở Hắc Vụ Đại Uyên, xuất hiện ở chỗ sâu trong Bất Chu Sơn, một hơi san bằng Vạn Linh Giáo. Chuyện này đã nhấc lên ở tiên giới một cơn bão trước nay chưa từng có, dẫn phát vô số xôn xao, không biết bao nhiêu thế lực tiên giới vì thế chấn động. Dù sao, ai cũng rõ sau lưng Vạn Linh Giáo kia có một vị thần linh. Nhưng hôm nay, lại ở trong một đêm, bị Tô Dịch một tuyệt thế tiên quân san bằng, cái này ở trong năm tháng dài lâu sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, còn chưa từng xảy ra. Thậm chí có thể nói, ở trước thời đại tiên vẫn cũng chưa từng xảy ra. Dù sao, khi đó thiên hạ tiên giới cũng chưa có thế lực dựa dẫm vào thần linh. Chư thần không cho phép luân hồi tái hiện, quả nhiên là có đạo lý, Tô Dịch này hoàn toàn chính là một kẻ khinh nhờn thần. Tề Nhất thầm nghĩ, bạn đang xem Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Đối với Tô Dịch có thể lấy tu vi tiên quân chém giết tiên vương, hắn cũng không kỳ quái. Đối với Tô Dịch có thể từ dưới một đám tiên vương của chín đại thế lực tiên đạo đuổi giết, còn có thể từ trong Hắc Vụ Đại Uyên sống sót, hắn tuy cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ quái. Dù sao, đó là chuyển thế chi thân của Vương Dạ. Một tuyệt đại truyền kỳ sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã kiếm chấn tiên giới, độc tuyệt trên đời. Nhân vật như vậy, cho dù tu vi thấp nữa, nhưng chỉ dựa vào các loại thủ đoạn hắn nắm giữ, xa không phải tiên vương trên ý nghĩa bình thường có thể chống lại. Điều thật sự khiến Tề Nhất cảm thấy lo lắng là hai việc. Thứ nhất, Vạn Linh Giáo nắm giữ thần linh bí bảo bị diệt, ý nghĩa ở trong tay Tô Dịch có con bài chưa lật đủ để chống lại lực lượng thần linh. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chư thần không thể chấp nhận hắn. Thứ hai, khối ngọc giản kia trong tay hắn đến từ Hồn Thiên Đế Quân, một lão quái vật thái cảnh sớm từ trước thời đại tiên vẫn từng cùng sư tôn hắn Huyết Tiêu Tử tham dự Vĩnh Dạ chi chiến. Ở trong khối ngọc giản này, Hồn Thiên Đế Quân trực tiếp tỏ thái độ, Tô Dịch hôm nay chỉ dựa vào thực lực bản thân đã đủ để trấn áp chém giết tiên vương đương thời. Nếu lại cho Tô Dịch thêm một ít thời gian, không cần bao lâu, chỉ sợ cũng có thể chém giết đại năng cấp Thái Vũ. Tin tức này khiến Tề Nhất rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp, không thể giống như trước, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt nữa. Cần biết, thời điểm trước kia, hắn còn tính sống chết mặc bay, để các thế lực lớn dựa lưng vào thần linh kia đi thu thập Tô Dịch. Giống lần trước, trước khi một hồi đuổi giết lớn kia nhằm vào Tô Dịch trình diễn, Tề Nhất từng truyền tin cho một ít thế lực dựa lưng vào thần linh, vạch trần thân phận thật sự của Tô Dịch. Chính bởi vì như thế, ở trong một hồi đuổi giết lớn đó, Linh Lung Thần Giáo, Vạn Linh Giáo các thế lực dựa dẫm vào thần linh kia mới sẽ tham dự trong đó. Nhưng bây giờ, theo Vạn Linh Giáo bị diệt, khiến Tề Nhất hoàn toàn ý thức được, chỉ dựa vào các thế lực dựa lưng vào thần linh kia đã không thể làm gì được Tô Dịch. Mà tin tức này Hồn Thiên Đế Quân truyền đến, khiến Tề Nhất cảm thấy trong lòng lạnh toát. Làm trưởng giáo Thái Thanh Giáo, hắn còn rõ hơn so với bất luận kẻ nào, Tô Dịch là ở thời điểm 2 năm trước mới từ nhân gian giới phi thăng đến cảnh Châu Bạch Lộc Sơn. Khi đó, Tô Dịch từng bị Thái Thanh Giáo cùng Vân Cơ Tiên Phủ đuổi giết, tu vi nhiều nhất vừa mới đặt chân con đường tiên đạo mà thôi. Nhưng ngắn ngủn hơn 2 năm sau, Tô Dịch đã lục tục đột phá vũ cảnh, hư cảnh, thánh cảnh, ba cảnh giới lớn này, hơn nữa chỉ dựa vào thực lực bản thân, đã có thể trấn áp chém giết tiên vương. Thực lực biến hóa như vậy, không thể nghi ngờ quá kinh thế hãi tục, phóng mắt cổ kim cũng tìm không ra một ai. Mà đây, cũng chính là chỗ khiến Tề Nhất cảm thấy trong lòng lạnh toát. Như Hồn Thiên Đế Quân ở trong Ngọc Giản nói, nếu cho Tô Dịch một ít thời gian nữa, chỉ sợ không cần bao lâu, có thể chém giết đại năng cấp Thái Vũ. Nghĩ một chút, liền khiến Tề Nhất tâm thần khó yên. Hắn biết rõ, làm truyền thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, Tô Dịch về sau sớm hay muộn sẽ thanh toán đối với Thái Thanh Giáo, tuyệt đối không có bất cứ đường sống nào quay về. Hắn cũng rõ, ở trên đời hiện nay, vì tránh né thần họa, các đại năng thái cảnh kia bao gồm sư tôn hắn Huyết Tiêu Tử ở trong, cho dù đã biết Vĩnh Dạ Đế Quân truyền thế trở về, bây giờ cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng đi đối phó Tô Dịch. Nhưng nếu tùy ý Tô Dịch không ngừng mạnh lên như vậy, uy hiếp mang đến nhất định càng lúc càng lớn. Càng làm tâm tình Tề Nhất nặng nề là, phóng mắt toàn bộ tiên giới, cho dù là Thái Thanh Giáo bọn họ thế lực đầu sỏ như vậy, lực lượng mạnh nhất có khả năng xuất động cũng chỉ là tiên vương. Cũng không phải nói Thái Thanh Giáo bọn họ không có đòn sát thủ, không có nhân vật thái cảnh tọa chấn, mà là những đòn sát thủ cùng nhân vật thái cảnh kia đều cần chấn thủ ở Thái Thanh Giáo, che chở mọi người trên dưới tông môn. Như định hải thần châm, căn bản không thể tùy tiện rời khỏi. Giống một ít nhân vật thái cảnh, càng cần đề phòng cùng tránh né thần họa đả kích, cũng liền càng không dám dễ dàng hành tẩu ở thế gian. Dưới tình huống bực này, nếu muốn đối phó Tô Dịch, không thể nghi ngờ đã trở nên khó giải quyết. Dù sao, nếu phái tiên vương đi đuổi giết Tô Dịch, cũng không khác gì chịu chết. Không được, phải áp dụng hành động, tuyệt đối không thể cho Tô Dịch kia bất cứ cơ hội quật khởi nào nữa. Tề Nhất hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Ở trong lòng hắn, Tô Dịch đã có thực lực uy hiếp đến Thái Thanh Giáo, cho dù trả giá lớn nhất, cũng phải tiến hành diệt trừ. Lúc này, Tề Nhất triệu hồi đến một lão bộc, phân phó, lấy danh nghĩa của ta, truyền tin cho trưởng giáo Thái Nhất Giáo Huyền Trọng, Thần Hỏa Giáo giáo chủ Nam Vô Cữu. Hắn một hơi báo ra tên họ trưởng giáo nhiều thế lực đầu sỏ tiên đạo, sau đó mới nói, mời bọn họ cần phải ở trong vòng 3 ngày, đến Thái Thanh Giáo một chuyến. Nói xong, hắn đưa cho lão bộc một khối ngọc tỷ, lúc truyền tin, để lại ấn ký của ta ở trên đó, cũng nói cho bọn họ, việc lớn lần này bàn bạc, có liên quan với Tô Dịch. Rõ! Lão bộc nghiêm nghị nhận lệnh, vội vàng mà đi. Tề Nhất day day mi tâm, trong lòng bình tĩnh hơn không ít. Hắn không lo lắng trưởng giáo các thế lực đầu sỏ kia sẽ không đến. Hắn thậm chí có thể đoán được, các nhân vật trưởng giáo kia tất nhiên cũng giống hắn, đã nhận ra uy hiếp đến từ Tô Dịch. Thời điểm bực này, nếu có thể cùng nhau liên thủ hợp tác, ai lại sẽ từ chối? Tô Dịch ơi Tô Dịch, ta thật không ngờ, ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian mà thôi, ngươi đã trưởng thành đến bậc này. Cứ nhìn xem thiên hạ này, trong khoảng thời gian qua, bị ngươi đảo loạn bao nhiêu mưa gió, nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, phàm người thù hận ngươi, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ người sống sót nữa. Quả thật, ngươi là truyền thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, nhưng tiên giới hôm nay sớm đã khác với thời đại tiên vẫn, mà Tô Dịch ngươi cũng chung quy xa không bằng Vĩnh Dạ Đế Quân năm đó. Ánh mắt Tề Nhất lóe lên, cuồn cuộn lên sát khí nồng đậm. 3 ngày sau, nhân vật trưởng giáo Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo, Linh Lung Thần Giáo, Thương Huyền Đạo Môn, Càn Nguyên Kiếm Trai 5 đại thế lực đầu sỏ tiên đạo này đồng loạt hội tụ ở Thái Thanh Giáo. Chưa thể đến phó ước, có Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, Văn Châu Vạn Kiếm Tiên Tông. Đối với điều này, Tề Nhất cũng không thèm để ý. Bích Tiêu Tiên Cung ở Đông Hải, vô cùng xa xôi, nghiễm nhiên không khác gì thế ngoại tịnh thổ, cho dù tiên giới 49 châu xảy ra họa lớn ngập trời, cũng không lan đến Đông Hải. Thậm chí trên trình độ nào đó mà nói, nếu tiên giới xảy ra rung chuyển lớn, rất nhiều người sẽ mang Đông Hải coi là nơi tị nạn. Khiến Tề Nhất bất ngờ là, trưởng giáo Vạn Kiếm Tiên Tông Lôi Vân Đình lại chưa tới. Hắn còn không rõ, Vạn Kiếm Tiên Tông sớm đã thay đổi triều đại. Chẳng qua, cái này cũng không ảnh hưởng hành động của Tề Nhất. Cùng ngày, hắn đã tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật với trưởng giáo 5 đại đầu sỏ tiên đạo khác. Cũng ở cùng ngày, Thái Thanh Giáo hướng bên ngoài tuyên bố tin tức, 6 đại đầu sỏ tiên đạo cùng nhau ước chiến Tô Dịch. Địa điểm ước chiến ở một chiến trường cổ cảnh nội Kim Châu Ma Thiên Lĩnh. 10 ngày sau, 6 đại thế lực tiên đạo đầu sỏ sẽ đều tự phái một vị tiên vương xuất chiến. Nếu Tô Dịch từ chối, tự gánh hậu quả. Tin tức này bị 6 đại thế lực đầu sỏ tiên đạo cùng thế lực phụ thuộc mỗi cái nắm giữ dưới trướng cùng nhau, toàn lực phát tán tiên giới. Trong lúc nhất thời, dẫn phát tiên giới chấn động. Tô Dịch, cái tên này ở trong khoảng thời gian này, quả thực như mặt trời giữa trời. Trên thiên quan thứ 7 của tiên giới, hắn liên trảm tiên vương, phế bỏ trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Trên thiên thú đại hội, hắn độc chiến quần vương, diệt một đám đại địch, nghênh ngang bỏ đi. Trong một hồi đuổi giết lớn xưa nay chưa từng có đó, 9 đại thế lực tiên đạo thất bại trong gang tấc, hơn 30 vị tiên vương đồng loạt biến mất ở Hắc Vụ Đại Uyên. Chỉ có một mình Tô Dịch sống sót. Mà trước đó không lâu, Vạn Linh Giáo chiếm cứ ở Bất Chu Sơn, bị một mình hắn san bằng, cả thế gian rung động. Từng sự kiện lớn đủ để chấn động cổ kim kia, ở thiên hạ tiên giới không biết dẫn phát bao nhiêu sóng gió, cũng khiến cái tên Tô Dịch hoàn toàn vang vọng bầu trời tiên giới. Đến hiện nay, các nơi của thiên hạ đều vẫn đang nghị luận các loại lời đồn về hắn. Mà bây giờ, 6 đại thế lực đầu sỏ tiên đạo cùng nhau tuyên cáo thiên hạ, muốn ước chiến Tô Dịch, điều này muốn không dẫn phát chú ý cũng khó. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận, xôn xao vang lên ở tiên giới 49 châu, phàm là nơi có tu tiên giả hội tụ, đều đang sôi nổi bàn luận trận ước chiến cả thế gian chú ý này. Bạch Lô Châu, trong một tòa thành trì phồn hoa, Tô Dịch đi đường một ngày, cùng Thích Phủ Phong, Trúc U Đại Bằng Điều ở trong một tòa tử lâu hưởng dụng mỹ vị, chuẩn bị phải tách ra, bữa tiệc rượu này coi như là tiệc tiễn Trúc U Đại Bằng Điều. Con tặc điều này rất thương cảm, lẩm bẩm muốn lưu lại, một mực cống hiến cho Tô Dịch, nhưng bị Tô Dịch từ chối. Hắn rất rõ mục đích của con tặc điều này, chính là vì gắt gao ôm lấy đùi mình, về phần những sự không nỡ cùng thương cảm kia, tất cả đều là giả vờ. Chẳng qua, niệm ở con tặc điều này trong khoảng thời gian qua biểu hiện, Tô Dịch cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, giao cho con tặc điều này. Trong ngọc giản ghi lại một ít từng trải cùng cảm ngộ tu hành trước khi chứng đạo thái cảnh, tuy không phải đạo tạng trí cao gì, nhưng đối với Trúc U Đại Bằng Điều tu vi diệu cảnh hậu kỳ mà nói, so với bất cứ đạo tạng nào cũng quý giá hơn. Nó mừng rỡ như điên, như lấy được trí bảo, điên cuồng nịnh bợ đối với Tô Dịch, bộ dáng nịnh nọt đó, làm Thích Phủ Phong cũng âm thầm khinh rẻ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.